Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh nhân Haseo Mission Imnita. Quay trở lại phần 77 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi có rất là nhiều cái câu chuyện của khán giả muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Nhưng mà vì nay Tết đó quý vị, Tết là bận quá, nào là tất niên nè, rồi nào đám cưới nè, đám hỏi, rồi đám giỗ của bên chồng, rồi bên gia đình tôi nữa đó quý vị. Cho nên là không có thời gian để lên clip để chia sẻ đến tất cả mọi người. Tôi hôm nay tôi có thêm một cái tên mới nữa nha quý vị, đó là cá bảy màu. Cá bảy màu, xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Tự nhiên nay có thêm một cái tên cá bảy màu rất là dễ thương quý vị. Tôi xin chia sẻ cái câu chuyện của cái em Phú mà làm tài xế bị tai nạn ở bệnh viện Chợ Rẫy, mà cái phần 76 tôi đã chia sẻ đến tất cả mọi người mà kêu gọi để giúp đỡ cho em ấy đó quý vị. Sau 3 ngày tôi có điện thoại tôi hỏi thăm về tình hình của em, thì được gia đình cho tôi biết rằng là em đã không qua khỏi và đang trên đường xe cấp cứu trở về nhà quý vị, em ấy đã mất. Tôi cũng xin thay mặt cho gia đình của em ấy là cảm ơn tất cả những mạnh thường quân trong mấy ngày qua đã gửi tiền chia sẻ đến gia đình của em, thì cái số tiền là gần 20 triệu quý vị. Đó thì hiện tại bây giờ là em đã được chôn cất rồi quý vị. Tôi cũng rất là tiếc, tại vì tôi đã cố gắng để mà sắp xếp để lên clip để cho càng nhanh càng tốt để mà giúp đỡ đến em ấy, nhưng mà em ấy vẫn không qua khỏi quý vị, em ấy đã qua đời. Thì tôi thay mặt gia đình cảm ơn tất cả những anh chị đã có cái tấm lòng chia sẻ đến gia đình em ấy. Và sau đó nữa thì tôi cũng xin chia buồn đến gia đình của em, mong em ra đi thanh thản. Tôi bận quá cho nên là tôi cũng không có hỏi thăm đến gia đình của em nhiều. Thì ngày hôm kia tôi có nhắn tin hỏi thăm là tình hình của em Phú như thế nào. Gia đình của em ấy báo cho tôi biết, dạ chị, anh ấy mất rồi. Để em nói với lại ông anh của em tổng cái số tiền để gửi qua cho chị. Anh của em đang trên đường về nhà chị. Em ấy cũng nhờ tôi là thay mặt gia đình cảm ơn đến tất cả những mạnh thường quân. Và tiếp theo tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị là hiện tại bây giờ là nó cũng đã gần Tết rồi đúng không quý vị? Thì có một cái chị khán giả cũng có nhờ tôi là chia sẻ đến tất cả mọi người. Chị ấy rất là dễ thương quý vị. Chị là một kế toán của một cái công ty rất là lớn quý vị. Nhưng mà sau cái cơn dịch đó, thì chị ấy thất nghiệp và hiện tại bây giờ là mới tập tành mua bán làm ăn thôi. Đó thì chị ấy bán bánh tét với lại bánh ú nha quý vị. Thì tôi xin chia sẻ đến tất cả mọi người, nếu như mà ai ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà muốn ăn bánh tét với lại bánh ú nè, rồi bánh ít nè, thì ủng hộ chị nha quý vị. Vì chị mới ra mua bán cho nên cũng không có rành lắm. Cứ mình ăn thử thì mua đâu cũng vậy, mua giùm chị đi quý vị. Nếu như mà ngon thì mình ủng hộ, còn không vừa miệng của mình thì thôi. Vì cái khẩu vị của mọi người khác nhau mà quý vị. Thì trên cái Facebook của chị á, là lò bánh tét ú ít cô Chính Vi. Đó thì mọi người vào cái Facebook của chị là cô Chính Vi là sẽ có tất cả các loại bánh. Chị bán là các loại bánh như thế này quý vị. Lò bánh tét, bánh ú với lại bánh ít cô Chính Vi. Là số điện thoại liên hệ là mình đặt qua, mình đặt bánh đó quý vị. Ví dụ như đám giỗ nè, rồi Tết á, mình đặt bánh mình khỏi cần gói như ngày xưa nó cực quý vị. Thì qua cái số điện thoại đặt hàng của chị á, là 0565 622 168 là gặp chị Vi nha quý vị. Thì bánh tét á, là nó có cái loại là bánh tét lá dứa. Hiện tại là đang mùa Tết nên lò không có bánh tét nhỏ, chỉ có cái loại là 1,2 kg là có bánh chay và bánh mặn. Giá là từ 80k cho đến 130k tùy loại nhân nha quý vị. Thứ hai là bánh ú lá dứa có bánh mặn 250g, giá là 14k một cái. Còn bánh chay á là 250g là 10.000 cái, tức là bánh mặn là 14.000, còn bánh chay là 10.000 cái quý vị. Bánh ít thì 70k là 10 cái, là nhân đậu với lại nhân dừa, coi như là 7.000 cái đó quý vị. Quý khách nào ở khu vực nè Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12 thì miễn ship. Còn ở khu vực khác thì tính giá ship ở trên app, giá ship rẻ nhất hiện giờ. Đó thì mọi người muốn ăn bánh tét nè, rồi bánh ú nè, rồi bánh ít nè, thì mua ủng hộ chị Vi nha quý vị. Chỉ là một người khán giả theo dõi Mission cũng rất là lâu. Thì trong cái trường hợp mà ví dụ như là ai mà Mission có thể chia sẻ và giúp đỡ được thì Mission sẽ giúp. Thì chỉ bán trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì cái khu vực mà Thạnh Xuân với lại Thạnh Lộc quận 12 thì ship miễn phí. Còn ở ngoài quận 12 thì sẽ tính theo cái giá ship nha quý vị.
thì mình thích ăn cái gì mình đặt mình ăn thử đi quý vị. Nếu như mà nó vừa miệng của mình, ngon thì ủng hộ, giới thiệu đến bạn bè, ủng hộ chị nha quý vị. Chị mới ra nghề cũng thấy thương lắm quý vị. Rồi, tiếp theo cái câu chuyện này tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của rất là nhiều người bị lừa đảo qua bên nước ngoài hợp tác lao động. Ví dụ như là đi Hàn Quốc nè, rồi đi Đài Loan nè. Thường là những người mà họ về họ lừa mình là những người dòng họ quen biết đồ thôi quý vị. Đó, thì họ lừa theo cái chiêu trò là bảo lãnh đi qua bên nước ngoài để hợp tác lao động trong 6 tháng. Thì cái trường hợp này thì cách đây 7-8 tháng trước là đã có khán giả gửi đến tôi. Nhưng mà tại vì tôi chăm chú, tôi ưu tiên vô cho cái việc của cái em vô ơn kia thì tôi không có chia sẻ về cái câu chuyện này. Đó, thì ngày hôm nay thêm một cái vị khán giả ở ngoài Hà Nội nữa quý vị. Anh ấy đã chia sẻ đến tôi cái câu chuyện mà lừa đảo mà để đi hợp tác lao động nước ngoài như thế này. Thì tôi sẽ xin chia sẻ đến tới mọi người là cái vấn đề của anh ấy bị như thế này đây quý vị. Anh có đứa em lấy chồng bên Hàn Quốc, Tết năm rồi nó về Việt Nam ăn Tết. Xong nó nói có làm giấy tờ bên Hàn Quốc có thể bảo lãnh được 6 tháng người đi sang Hàn Quốc làm thời vụ. Rồi sau đó nó nói với anh là giúp cho anh sang đó làm thời vụ, phí đi là tầm 50 đến 60 triệu và phải đặt cọc là 200 triệu. Tức là cái chi phí để mà làm hồ sơ đó quý vị thì là tầm từ 50 đến 60 triệu là cái chi phí đó là mình không có lấy lại được, mất. Còn cái 200 triệu là đặt cọc, là khi nào mà mình đi qua tới bên đó, đó là họ sẽ trả tiền cọc lại cho mình. Đó, ý đại khái nó là vậy đó quý vị. Sau đó nó nói với anh là đi vay tiền để đặt cọc làm giấy tờ hơn 1 tháng, bay sang đó ổn định là họ sẽ trả lại cho mình 200 triệu tiền đặt cọc. Đầu năm, tức là ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch, anh chuyển cho nó 200 triệu tiền đặt cọc. Lúc đó anh còn chưa có làm hộ chiếu. Sau đó làm được hộ chiếu và gửi sang cho nó là cuối tháng 3 dương lịch. Nó nói chi phí là 4.000 đô, phải nộp cho nó 3.000 đô trước để làm visa. Thấy ngộ không quý vị? Đầu tiên là nó nói là chỉ có tầm làm giấy tờ chỉ có 40 triệu cho đến 60 triệu thôi. Cái khi mà người ta đặt cọc cho nó 200 triệu rồi đó, làm cái hộ chiếu xong gửi cho nó, bắt đầu nó nói là cái chi phí làm hồ sơ là từ 4.000 đô. Thì 4.000 đô là nó hơn 90 triệu rồi quý vị. Nó đâu phải là 50 cho đến 60 triệu đâu. Nhưng mà đã nhảy vô dòng rồi thì bắt buộc là phải đưa. Tại vì nó là em họ của mình mà quý vị, tin tưởng nó. Rồi anh nói đi vậy là hết 96 triệu, mà sang làm có 5 tháng, về thì không còn bao nhiêu. Nhưng tiền cọc đã nộp cho nó rồi thì không đi cũng khó. Đúng rồi, vì đi qua bển làm có 5 tháng mà 1 tháng qua bển làm chỉ có 35-40 triệu thôi, thì là 5 tháng cho tầm chừng 200 triệu. Mà 200 mà trừ hết 96 triệu tiền làm chi phí giấy tờ rồi quý vị, chỉ còn có 100 lẻ mấy triệu thôi. Thì tính ra ở Việt Nam thì trong vòng 5 tháng mà kiếm dư được 100 lẻ mấy cũng được. Cho nên là anh ấy cũng ráng cố gắng để mà mượn nợ để mà đưa cho con nhỏ em họ của mình, để mà nó bảo lãnh mình qua bển làm. Mà cái tiền cọc 200 triệu là đã đi vay ngân hàng đưa trước rồi nha quý vị. Và anh chuyển cho nó trước là 2.000 đô la Mỹ bằng 48 triệu đồng. Rồi chờ đợi từ đó cho đến ngày 7 tháng 10, kéo dài tới gần cả năm trời luôn quý vị. Bên công ty môi giới nói không xin được mã code và trả lại tiền làm hồ sơ. Anh đợi mãi cho đến ngày 12 tháng 11 mới trả lại được chỉ có 1.000 đô. Đi cùng anh là 4 người đều bị nó lừa như vậy. Và gọi điện thoại cho nó thì nó không nghe. Thi thoảng thì nó nhắn tin cứ đợi vì chủ vườn cầm tiền cọc chưa có đòi lại được. Tức là nói rằng là cái tiền á, mà cái tiền đặt cọc á, là cái em họ này là đưa cho cái người chủ vườn. Tức là sao? Là khi mà họ bảo lãnh mình đi qua bên Hàn Quốc đó quý vị, thì đi làm nông, làm vườn á, là làm nông cho cái người chủ đó. Thì cái tiền cọc đó đưa cho cái người chủ đó rồi, chưa có lấy lại được. Nó nói vô lý không quý vị? Tiền á, thì đưa cho cái đứa em họ, đưa cho nó. Nhưng khi đòi tiền ngược lại, nó đổi thừa là tiền đó là cái ông kia giữ, chứ không phải nó. Nhưng mà người ta đưa cho nó, người ta chỉ biết nó thôi. Đọc tiếp nha quý vị. Tiền đưa cho chủ vườn chưa có đòi lại được, và nếu thích đòi thì nó gửi cái số điện thoại của ông chủ vườn cho mà đòi. Nói vậy anh điện làm sao được? Bốn đứa anh bị nó lừa hơn 1 tỷ đồng. Em ở bên Hàn Quốc, em biết lực và biết tiếng Hàn, giúp anh với. Mà tiền của tụi anh là đi dai lãi em à. Mấy người bị nạn như anh không biết nhờ ai được. Anh xem Facebook của em nhiều, anh mới biết, lên nhắn tin cho em để tư vấn giúp cho tụi anh với. Đó, thì trong cái trường hợp này đó quý vị, là
cái người em này là em họ, em họ bà con ruột luôn quý vị. Tức là về quê xong bắt đầu nói à vào bên Hàn Quốc á, là bên đó là tới mùa là người ta sẽ thuê, thuê cái dạng giống y như là có thời hạn trong mấy tháng để qua bển mình làm công, mình làm vườn, ví dụ như là đi nhổ sâm nè, rồi đi đi hái trái cây nè. Đó thì một tháng á, là sẽ trả cho 35 triệu tiền Việt Nam đồng đó quý vị. Thì đi qua bển ở được 5 tháng hoặc là 6 tháng, có người thì 5 tháng, hả hết việc thì đi về thôi. Đó thì về lừa dòng họ của mình. Thì tổng cái số tiền là mấy anh này cứ nói là một tháng làm ba mấy triệu xuống ở Việt Nam. Ví dụ như là bỏ ra 50-60 triệu làm cái chi phí để đi. Thì mình đi về thì cũng được 250, trừ ra tiền đó mình cũng được 200 triệu mà trong vòng 5-6 tháng mà ở Việt Nam làm nhiều khi cả năm cũng không dư được nhiêu đó. Bắt đầu nó lừa người ta, đưa đi qua, qua bên đó mà toàn là lừa người quen thôi quý vị. Bởi cho nên mới nói rằng là người nhà với người nhà nó hại mình còn nhanh chết hơn là người dân đó quý vị. Tại vì người dân mình còn đề phòng, người dân mình còn nghi ngờ, mình đâu có dám đưa tiền mình cho họ. Còn ở trong nhà dòng họ rồi thấy ở nó đi Hàn Quốc nó ở vậy, rồi tài sản nó có vậy thì mới đưa cho nó đó. Thì bây giờ bắt đầu nó nói ngang, mới đầu là nói là cái tiền mà để mà làm chi phí chỉ có 40-60 triệu thôi. Cái khi mà vô dòng rồi thì nó nói 4.000 đô là hết 96 triệu rồi quý vị. Đó thì bắt buộc cũng phải đưa. Mà cái tiền cọc đó nó nói qua bên bển chủ vườn nào, chủ vườn nào mà trả lại cho mình. Khi đưa cho nó thì mình chỉ biết nó mà thôi. Ví dụ như là bây giờ cái anh này ảnh có nhờ đến tôi là em ơi bây giờ là nó cho cái số điện thoại của cái ông chủ ở bên Hàn Quốc á, là em điện thoại nói chuyện đến ổng. Cho nên tôi mới nói là cái này không có được. Tại vì á, khi anh đưa tiền là anh đưa tiền cho con nhỏ em của anh, mà con nhỏ em của anh giờ nó đổi thừa cho người khác, nó đưa cái số điện thoại của cái đồng bọn của nó ở bên bển đó, hoặc nó đưa đại cho cái số điện thoại cho một cái người Hàn Quốc nào đó. Cái khi mình điện thoại tới họ nói những vấn đề tiền, họ nói tôi đâu có biết, tiền anh đưa ai thì anh đòi người đó, hoặc là tiền chị đưa cho người nào chị đòi người đó chứ tôi đâu có biết. Thì làm sao mãi được, đúng không quý vị? Tại vì này nó đang lừa đảo rồi. Cho nên tôi nói với ảnh là cái trường hợp này em không thể nào giúp được anh. Ví dụ như là có điện cho cái ông đó đi chăng nữa, ông đó ông nói ông không biết tôi là ai hết á, thì làm sao mà mình nói chuyện được? Trong khi đó là mình chuyển tiền là chuyển cho con nhỏ em, bà em họ của mình, mà mình đi đòi người ta là sao được. Cái vấn đề này là không có cái vụ mà thế chấp 200 triệu. Mà trước đó đó quý vị, thì nó có những cái trường hợp ở dưới miền Tây là cũng có cặp vợ chồng mà nó tới 8-9 người luôn quý vị. Thì liên hệ đến tôi thì cũng có môi giới đi vậy đó, cũng đặt cọc tiền vậy đó, rồi làm hồ sơ giấy tờ không được, rồi bắt đầu cái là không có trả tiền lại quý vị. Đó, thì nó gặp rất là nhiều cái trường hợp giống y hệt như vậy. Thì cho nên tôi khuyên tất cả mọi người á, là muốn đi hợp tác lao động thì phải lên tìm cái công ty chính thống của nó. Tại vì á, mình đặt cọc cái tiền cho công ty là công ty bên phía Việt Nam họ giữ. Họ giữ để làm gì? Để khi mình đi qua bển là thời hạn mình đi hợp tác lao động là 3 năm. Thì trong vòng 3 năm đó mình không có trốn đi ra cái công ty khác. Nếu như mình trốn thì cái tiền đặt cọc ở tại Việt Nam sẽ bị mất. Còn nếu mình làm đúng thời hạn 3 năm mình về á, thì lên công ty đó họ sẽ trả cái số tiền đó lại cho mình. Chứ không có cái kiểu mà đi qua bên Hàn Quốc rồi xong rồi cái người đó trả tiền lại cho mình. Không phải, nó không phải như vậy. Nhưng mà thường đa số bây giờ là đi hợp tác lao động là người ta chỉ thế chấp cái miếng đất thôi. Cái miếng đất của mình là mình ký thế chấp cho nó giữ lại. Chứ ít có ai có tiền mặt để đưa. Có, nếu đưa tiền mặt cũng không có tới 200 triệu như vậy. Người ta đi hợp tác bên Nhật, bên Hàn Quốc luôn, mà cũng không tới cái giá đó. Đó. Còn cái này mình đi mới có 6 tháng. Mà nếu như mà nói mà đi mà đặt cọc đồ này kia là có công ty người ta nhận giấy đồ này kia, được sự bảo vệ của nhà nước Việt Nam mình, đã có cái gì mình còn kiện nó được. Còn bây giờ là đưa cho con nhỏ em khơi khơi, nó nói đặt cọc mà không có giấy tờ gì hết trơn à, thì đó là nó lừa mình rồi. Cho nên là mọi người hãy cảnh giác về cái vấn đề này. Nếu như thật sự muốn đi hợp tác lao động là phải tìm một cái công ty chính thống của nhà nước. Ví dụ như là bây giờ hợp tác lao động là mỗi tỉnh thành nó có bên thương binh xã hội thì thậm chí là đi hợp tác lao động không có tốn tiền luôn, được nhà nước trợ cấp cho mình đi. Còn nếu như mà mình không có đăng ký được ở trong thương binh xã hội của huyện mình á, thì mình tìm những cái công ty hợp tác lao động ở tại Việt Nam, nhưng mà cái công ty đó là người ta có cấp phép ở tại Việt Nam luôn đó, thì mình lên cái công ty đó để mà mình ký hợp đồng để mình đi và mình tìm hiểu cho kỹ. Chứ không phải là nó về nó nói xong đầu đặt cọc cho nó rồi tiền nó, trời ơi nó lừa mình quá dễ. Còn nếu như mà đi qua bên phía Hàn Quốc mà làm theo cái kiểu thời vụ á, mà 5 tháng đến 6 tháng á, thì chỉ có tốn tiền chi phí. Ví dụ như là bây giờ nó làm dịch vụ visa cho mình, rồi xong rồi nó mua vé máy bay cho mình,
thì tổng cái số tiền của nó là khoảng tầm chừng 30 triệu đổ lại thôi. Thì nó lấy mình 50 triệu đến 60 triệu thì cái tiền lời của nó là tiền dịch vụ của nó làm, nó lời một nửa, trong đó là 30 triệu. Là chỉ có như vậy thôi, còn đặt cọc là không bao giờ có. Đừng có đưa tiền đặt cọc cho ai, còn đứa nào kêu đặt cọc là đứa đó nó lừa rồi. Cho nên trong cái trường hợp của anh như thế này, nó là em họ, nhưng mà nó lại sống tại bên Hàn Quốc chứ nó không phải sống ở tại Việt Nam. Cho nên trong trường hợp này á, thì là mình chỉ làm đơn kiện lên công an mà thôi. Đồng thời là mình sẽ gửi thêm một cái tờ đơn mà tố giác lên trên lãnh sứ quán của Hàn Quốc tại Việt Nam. Lãnh sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam mình á, thì nó có ở ngoài Hà Nội là 1, ở trong Hồ Chí Minh là 2. Đó, thì nó có 2 lãnh sứ quán của Hàn Quốc tại Việt Nam. Thì mình gửi một cái lá đơn tố giác. Đó, mình ghi địa chỉ và cái số điện thoại liên hệ của cái người em họ của mình ở tại Hàn Quốc. Lãnh sứ quán của Hàn Quốc tại Việt Nam, họ sẽ liên hệ với lãnh sứ quán Việt Nam của mình tại Hàn Quốc. Đó, thì họ sẽ tìm ra một cái người đó kết hợp. Rồi cái đơn kiện của mình, cái đơn tố cáo của mình lên công an là mình bị nhỏ em của mình nó lừa đảo vậy hiện vậy đó. Đồng thời mình cũng làm đơn tố giác lên trên lãnh sứ quán, để hy vọng rằng là họ sẽ bắt được cái người em của anh về để lấy được cái số tiền. Nhưng mà hy vọng là nó không xài hết. Chứ nếu như mà nó xài hết rồi thì dữ lắm, có bắt nó về thì nó chỉ ngồi tù thôi, chứ nó cũng không có tiền để trả lại cho mình. Cho nên ở đây thì tôi chỉ muốn cảnh giác đến tất cả những người ở Việt Nam đã nghèo rồi, khổ rồi mà còn bị người ta lừa nữa thì nó rất là vất vả. Cho nên là mình phải đủ kiến thức. Dù là mình muốn đi làm kiếm tiền thật, nhưng mà những cái hành vi đó là lừa đảo. Còn nếu muốn thật sự đi hợp tác lao động nước ngoài, đó, thì mình phải tìm những cái công ty chính thống. Mà những cái công ty chính thống hợp tác lao động thì họ chỉ tuyển những cái lứa tuổi độ tuổi từ 30 đổ lại, chứ lớn hơn nữa là họ không có tuyển. Còn những người mà đi là thường bị nó gạt là tàn là tuổi 40, 50 tuổi không à. Tại vì qua bển đi làm lao động mà, đi hái, đi nhổ sâm nè, rồi đi hái trái cây nè, thì đâu có cần phải biết chữ hay đâu cần phải nói gì đâu. Đó, thì nó làm theo cái dạng bảo lãnh đi. Thì thường cái bảo lãnh đó là chỉ có quen biết thôi, rất là dễ bị lừa. Cho nên mọi người hãy cảnh giác về cái vấn đề này nha. Nếu như mà có đi á, mà cũng phải tìm hiểu lại cho kỹ. Bây giờ ví dụ như đưa cho nó 50 triệu đi, nó làm giấy tờ nhưng thật ra nó không làm giấy tờ, nó lừa mình nó lấy 50 triệu thì trong 10 người nó cũng lấy được 500 triệu rồi. Còn đằng này á, là nó về nó lừa anh em dòng họ trong nhà 4 người. Mỗi người là tổng cộng hết là tiền cọc là 200 triệu, 4 người hết 800. Rồi cộng thêm á, là cái tiền mà làm giấy tờ, nó lấy mỗi người là 2.000 đô trước để làm hồ sơ, là hết 48 triệu, 4 người nó hết 1 tỷ mấy rồi, đúng không? Cho nên là mình hãy cẩn thận cái này. Nhưng có một cái, nếu thật sự ra mình có 200 triệu ở Việt Nam á, là mình lấy cái 200 triệu đó, mình làm ở tại Việt Nam, nó cũng đẻ ra tiền cho mình mà nó lại an toàn nữa. Hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Tại vì trong cái trường hợp mà bảo lãnh đi làm thời vụ mà đi qua Hàn Quốc với lại đi qua bên Đài Loan á, là nó đang rầm rộ về cái vấn đề đó rất là nhiều. Nếu như mà mình không đủ kiến thức á, đó là mình sẽ dễ bị lừa trong cái vấn đề này, mà rất là khó khi mà đòi tiền lại được cái số tiền đó. Tại vì không biết nó ở đâu hết trơn. Mà mấy anh chị cũng hiền ghê, không biết nó ở đâu cũng chuyển tiền cho nó. Xong bắt đầu con nhỏ em mình nó điện thoại về, nó kêu chuyển tiền cho con nhỏ đó, cái là mình chuyển cái tiền nhỏ đó. Rồi cái sau này nó nói anh chuyển cho ai chứ anh đâu có chuyển cho tôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi khuyên tất cả mọi người là không nên nghe lời và chuyển tiền và đi theo cái dạng này, nó rất là nguy hiểm. Chỉ ngoại trừ ra em ruột của mình đó, nó ở bên nước ngoài rồi, bây giờ là nó làm hồ sơ để nó bảo lãnh mình đi qua bên đó để mình làm thời vụ thì mình đi. Còn nói mà dòng họ mà kiểu như lâu ngày mới gặp lại, rồi cái thấy nó, cái nó về nó nổ, nó nói nó ở bên nước ngoài nó làm ăn được vậy đó, rồi nó bảo lãnh cho rất là nhiều người đi qua bển để làm, trong vòng mấy tháng về kiếm mấy trăm triệu, nó nổ vậy cái ham bắt đầu cái về đi chạy đi mượn dai nặng lãi để mà đưa tiền cho nó, cái tự nhiên nghèo mà nó trở thành nghèo hơn, khổ nó thành khổ hơn nữa. Cho nên mình phải đủ kiến thức để nhìn nhận ra cái vấn đề này. Và hiện tại bây giờ là nó đang rầm rộ về cái vấn đề là hợp tác lao động thời vụ. Cẩn thận về cái vụ này, chỉ có em ruột mình thì mình mới tin tưởng. Và nó bảo lãnh mình và nó làm hồ sơ chỉ có mấy chục triệu thôi, 20-30 triệu để đi thôi, chứ không phải mà tính hàng trăm triệu kiểu đó. Nếu trên hàng trăm triệu là người ta đi hợp tác lao động chính thống của công ty đàng hoàng. Mà lao động chính thống của công ty thì họ chỉ tuyển từ 30 tuổi đổ lại và có nghề nghiệp, ví dụ như là thợ may, thợ cơ khí đó, chứ không phải tự nhiên mà người ta tuyển mình vô làm. Và ba nữa là cái trình độ học vấn của mình phải từ cấp 3 trở lên thì người ta mới nhận, đó là lao động
của công ty chính thống để nó đưa mình đi qua bên Nhật, đi qua Đài Loan, đi qua bên Hàn Quốc để hợp tác lao động 3 năm rồi về. Còn khi lớn tuổi, trên 30 tuổi rồi thì những công ty đó nó sẽ không nhận. Từ chỗ đó thì những cái đứa mà nó lợi dụng vào những người muốn đi hợp tác lao động nước ngoài mà quá tuổi, lớn tuổi rồi không có học thức đó, mà cũng không có nghề nghiệp luôn, nó đánh vô đó để nó về nó lừa những người quen biết. Cho nên mọi người hãy cảnh giác về vấn đề này nha. Tránh cái trường hợp là tiền mất tật mang, đã nghèo rồi mà gặp vô trong vấn đề này là thành mạt luôn đó. Bảo đảm là sẽ không lấy lại được tiền. Hai nữa là sẽ không đi được nước ngoài giống y hệt như nó nói đâu. Tại vì tụi nó lừa, đâu phải là muốn bảo lãnh đi qua bên đó là được. Hai nữa là khi đi kiểu đó là chỉ đi cho người trong nhà thôi, chứ mà quen biết kiểu đó nó lừa quá dễ mà. Bây giờ chỉ cần nó về nó nói sơn cái là gia đình dòng họ dính hết 4 người rồi, cái mai mốt là nó đi về chỗ khác nó dính thêm mấy người nữa, cứ một năm nó làm vụ vậy thôi là nó kiếm hơn bạc tỷ bạc rồi. Cho nên mọi người cảnh giác về vấn đề này nha. Tiếp theo là câu chuyện hôn nhân gia đình nha quý vị. Có một chị khán giả là trên 60 tuổi gửi về cái câu chuyện của gia đình chị ấy như thế này đây quý vị. Chị và chồng chị cưới nhau 46 năm, má chồng chị bệnh hơn 20 năm và nằm một chỗ 4 năm. Chị và chồng chị cùng nhau nuôi má, chị chồng có tật chị cũng nuôi. Chồng của chị bị bệnh thập tử nhất sinh rồi chị cũng nuôi. Hồi đó anh bệnh là 29 tuổi, tới năm 32 tuổi là ảnh ngoại tình. Riết cho tới bây giờ chị có 4 đứa con, chị lo cho các con ăn học. Bây giờ là chồng chị ngoại tình, lần này là lần thứ 3 rồi. Anh dẫn người phụ nữ này về nhà ở. Nửa đêm chị bắt gặp ảnh bảo vệ người kia, nói nặng chị. Rồi nửa đêm đuổi chị ra ngoài. Ổng nói nhiều câu vu khống nặng nề, nhiều cái cho chị nên chị không chịu nổi, chị đã ly hôn. Nhưng mà hồi đó giờ nhà có 8 công đất, ổng ngoại tình, ổng bán, ổng xài hết. Hiện tại bây giờ thì nhà chỉ còn lại có 600m² duy nhất. Bây giờ ổng lại ngoại tình, về ly dị đòi bán 600m² duy nhất còn lại. Hồi nào giờ ổng chưa có lo cho con và chị cái gì hết. Ly hôn này coi như chị có được chia nửa tài sản không, do tài sản đó là của cha mẹ chồng chị chết để lại cho ổng đứng tên, mà đất là ba mẹ chồng chị cho, còn nhà là vợ chồng chị tự cất. Chị mượn tiền lo bệnh cho ba má chồng, lo cho chồng, vậy mà khi ổng khỏe ổng chưa bao giờ phụ trả một đồng nào hết. Một mình chị lo, chị biết Mi Sơn bệnh mà chị làm phiền chị ngại lắm, nhưng chị rất tự tin là Mi Sơn biết sẽ giúp cho chị lời khuyên công bằng em nhé. Theo như em, công của chị tận tụy lo cho gia đình chồng, lo cho 4 đứa con khôn lớn, xây dựng nhà cửa, lắp 3 cái ao thành cái nền. Mẹ chồng đau bệnh triền miên, chị chồng thì tàn tật, sống và lo trong vất vả cơ hàng suốt 46 năm, phải cam chịu để bảo vệ gia đình. Chồng chị hơn 30 năm mê ca hát, bạn bè, ngoại tình, giờ bắt chị bán ra đi với đôi bàn tay trắng. Khi nào em lãnh em cho chị lời khuyên nha. Thì trong cái câu chuyện này của chị đó quý vị, thì tôi có điện thoại tôi hỏi chị ấy. Tại vì dù tôi bận đến cỡ nào nhưng mà về cái vấn đề hôn nhân gia đình nè, về trẻ em nè, về cái vấn đề mà tai nạn đồ này kia đó quý vị, thì tôi rất là quan tâm và tôi dành thời gian. Khi tôi điện thoại đến tôi hỏi á, thì chị mới kể rằng là mấy lần trước là anh có ngoại tình, nhưng mà không có đến nỗi là về đòi ly hôn, và cũng có không đánh đập vợ. Nhưng mà khoảng trong thời gian gần 4 năm đổ lại đây á, chị quen cái cô phụ nữ này bắt đầu về đòi ly dị và đuổi chị ra khỏi nhà. Cho nên là khi mà tôi tìm hiểu, tôi nói chuyện với lại chị ấy đó quý vị, thì tôi hỏi chị là chị có còn yêu chồng chị không. Trong cái vấn đề này á, thì bây giờ tôi sẽ nói về trước về cái vấn đề là tài sản nha quý vị. Tại vì á, là cái đất là của cha mẹ chồng để lại, và chị lấy chồng á, là nay được 46 năm, thì tuổi chị 6 mấy tuổi rồi. 46 năm là đi cả một cái cuộc đời người rồi quý vị. Thì nó đã trải qua rất là nhiều. Và chị làm dâu ở bên nhà chồng, chăm sóc mẹ chồng lúc bệnh đau, rồi chị chồng thì bị bệnh tật đó, chị cũng lo luôn. Lúc chồng bị thập tử nhất sinh chị ấy cũng lo luôn. Khi khỏe lên cái bắt đầu ngoại tình. Nhưng cái vấn đề ngoại tình tôi dẹp qua bên đi, giờ tôi sẽ nói về cái vấn đề là tài sản. Bây giờ nếu như mà cái vấn đề mà tài sản mà đất mà của bên cha mẹ chồng để lại, nhưng chỉ là một cái đất thôi, còn cái nhà là hai vợ chồng tự xây dựng lên để mà có căn nhà đó. Nếu như mà anh ấy là bây giờ đòi ly dị là phải đuổi chị ra để trả lại tại tài sản đó là của cha mẹ của anh ấy để lại, thì bây giờ tôi nói về cái vấn đề pháp luật thôi nha quý vị. Đó, thì bây giờ là đất của cha mẹ đứng thì chắc chắn là chị ấy không có chia được cái tài sản đó. Nhưng nói về cái mà cái công lao của chị để mà chị bồi đắp cho cái gia đình, chị bỏ cái công sức của chị vô trong vòng 46 năm đó,
thì chăm sóc mẹ chồng đồ này kia, rồi cái căn nhà để gầy dựng lên nó mới được, chứ đâu phải là cái miếng đất đó mà được như ngày hôm nay và nó có nhà cửa hẳn hoi như vậy đó. Thì trên cái giấy tờ á, là nếu như mà nói chia tài sản đó theo luật thì không chia được, nhưng mà nói về cái vấn đề mà về tình á, ở tòa án người ta xử, người ta cũng xử theo cái tình tiết nữa, chứ không phải là cứ theo đúng cái luật cứng nhắc như vậy đâu quý vị. Cho nên trong trường hợp này á, một á là sẽ xử như thế này: nếu như anh ấy cứ đòi khăng khăng đuổi mình ra khỏi nhà, thì bây giờ 46 năm coi như là cái công sức của mình bỏ ra, tính như giống như công sức của Oxin đi quý vị, thì mình cứ chia đều ra làm bình quân thôi. Bây giờ mà nếu như mà ở đợ mà suốt mà 24 trên 24 kiểu đó là lương ít nhất cũng là 12 hoặc 15 triệu một tháng quý vị. Mình tính bình quân hồi lúc thời xưa tới giờ tính bình quân tháng 5 triệu thôi. Đó, mà trong vòng 46 năm thôi là nó cũng đã gần 3 tỷ cái tiền công ở đợ rồi đó quý vị. Đó. Còn nói về cái vấn đề mà công sức để bỏ ra để mà nuôi mẹ chồng đồ này kia đó quý vị, thì theo cái lý là cái tài sản đó tòa án họ sẽ xử cho chị chia đôi một nửa, chứ không thể nào để cho cái ông chồng lấy hết được. Nhưng đây tôi nói về cái vấn đề chia tài sản đó thôi. Nhưng sau khi tôi nói chuyện lại với chị thì tôi biết rằng chị vẫn còn rất là thương chồng. Cho nên là chị nói rằng là chồng của chị là cũng không phải người xấu, nhưng mà có cái tính là mê gái đó. Thì tôi nói là bây giờ chị còn thương chồng không? Thì cái vấn đề này đó quý vị, thì đã chồng mình đã mê cái đẹp rồi, chị thì lo lam lũ nuôi bốn đứa con, thì giờ cũng đã có cháu ngoại cháu nội hết rồi đó, thì chỉ lam lũ. Thì bây giờ là con nó đã lớn hết rồi, nó đã có gia đình riêng hết rồi, thì bây giờ mình lo cho bản thân của mình đi, mình chăm chút cho bản thân của mình đi. Thay vì ví dụ như giờ tuổi 50 nó đẹp theo kiểu 50, 60 nó đẹp theo kiểu 60 đó, mà chỉ bây giờ 60 mấy rồi, thì bây giờ là mình gọn tôm tất cái bản thân mình lên, mình chăm sóc cho cái cơ thể của mình, mình đẹp theo lứa tuổi của mình, rồi mình sửa sạn lên, mình thơm tho lên, mình thay đổi khác đi, thì chồng mình sẽ nhìn khác. Ôi sao bà này từ xưa tới giờ bà ở với mình mấy chục năm rồi mà bà đâu có vậy đâu, nay bà lại vậy ta, chắc có lẽ bà có ai đó. Cái tự nhiên cái ông nghĩ là chắc vợ mình đang bắt đầu có ai đó. Tại vì thường á mấy cái ông mà đi ngoại tình hay nghĩ vợ mình vậy đó. Cho nên là bây giờ mình cứ đừng có quan tâm, bây giờ mình càng lôi kéo ổng. Tại vì thú thật là khi mà cái người chồng mà ngoại tình á, trong tư tưởng của người vợ rất là khó chịu và không thể nào mà kêu họ ngọt ngào được. Tại vì tôi đã trải qua cho nên tôi biết quý vị. Cho nên là cái vấn đề mà nói là đàn ông mà lấy vợ mà nói ngoại tình là hầu như đàn ông nào cũng có. 100 người đàn ông là hết 99 người, ngoại trừ cái một người kia không có, là người kia là họ yêu đồng giới quý vị, là người kia họ không yêu phụ nữ thôi. Còn ngoài ra nếu như đích thực người đàn ông 100%, tôi bảo đảm với quý vị trong cái quá trình mà hôn nhân của gia đình đó quý vị, thì ít nhất trong đời của họ cũng ngoại tình một lần hai lần, chứ không có ông nào mà 100% mà chỉ có biết vợ không. Cho nên là cái chuyện ngoại tình đó mình phải dòm lại. Cho nên là cái lúc trước tôi cũng đã có chia sẻ là mình phải dòm lại bản thân của mình nữa. Cái thứ nhất là khi mà đi qua tới cái con bồ nhí đó, anh ơi em nhớ anh quá, lúc nào nó cũng thơm tho, lúc nào nó cũng ngọt ngào hết trơn. Lợi gần con vợ con cái là bắt đầu bữa nào ông đi đâu, tại sao ông đi giờ này ông mới về, ông đi mê gái, mê ông sách ông đi theo, toàn là nói những cái lời mà người ta không thích nghe. Thật sự nó là như vậy. Tại vì dù sống với nhau là 46 năm nó không phải là đơn giản quý vị, nó đã trải qua rất là nhiều rồi. Cái chị nói là em ơi chị già rồi, mà bây giờ hả chị làm vậy có được không? Không, chị già, chồng chị cũng già chứ chồng chị đâu có trẻ đâu. Cho nên mình thử lại nếu thật sự mình yêu chồng. Tại vì á là cái độ tuổi của mình là nó không thể nào mà đi ra tòa để mà ly dị tranh chấp ly hôn, nó khó coi dữ lắm. Với hai nữa là bây giờ nếu chị muốn giữ cái tài sản đó lại cho con, tại vì chị cũng đâu có cần thiết, chị giữ lại cho con đó, thì bây giờ là mình cứ thay đổi mình đi. Tại vì trước sau gì là trong vòng 4 năm nay ổng cũng đã yêu người phụ nữ khác, là cũng đã ly thân rồi đó. Thì bây giờ là chị cố níu kéo đi chăng nữa ổng cũng đâu có thèm dòm đến chị đâu. Thì bây giờ chị coi như ổng làm gì làm, coi như giống như chị tội nguyện cho ổng là đi qua với bên kia cho yêu đương cái cô kia thoải mái luôn. Nhưng mà không có ly dị vợ rồi không có chia được tài sản là cái cô đó thế nào cũng chán chồng chị à. Cô đó thế nào cũng chán rồi, thì khi mà chán rồi thì nó sẽ bỏ chồng chị. Và lúc đó là chị không có quan tâm, chị không ghen không gì hết, mà chị càng ngày chị càng đẹp, chị càng yêu đời. Tự nhiên ông chồng mình nói rồi không lẽ hôm nay bà có thằng nào ta, là bắt đầu ổng sẽ quay lại cái sự chú ý đến vợ chứ không có còn quan tâm đến người phụ nữ kia. Đó là như vậy. Mình khoan hả tính cái vấn đề mà ly hôn để chia tài sản đi. Tại vì khi mà tôi hỏi thì tôi biết rằng chị còn yêu chồng, chị còn thương chồng chị lắm. Cho nên hãy làm hết sức có thể đi chị. Con của chị nó vẫn ủng hộ mẹ. Và khi mà tâm sự rồi thì chị có nói với tôi rằng là chị cũng có rất là nhiều khuyết điểm về cái vấn đề đó, cho nên chị ấy sẽ khắc phục. Trong trường hợp này, trong cái câu chuyện này của chị, một người phụ nữ sống với chồng 46 năm chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc chị chồng, rồi chăm sóc lúc chồng bệnh đau. Mà chồng chị là đờn ca tài tử, thì những người đờn ca tài tử lãng mạn dữ lắm.
lãng mạn dữ lắm. Mà chị nói là những người mà cặp bồ với lại chồng chị toàn mấy cô đẹp đẹp không hà. Đó thì chồng chị thích cái đẹp. Vậy thì tại sao mình không chịu sửa sạn lên để cho mình đẹp, đúng không? Nói chồng mình chê mình là không đúng. Nếu ông chê mình, ông đâu có lấy mình, ông yêu mình, ông có lấy mình chứ. Mà tại vì sống nhau lâu năm, 40 mấy năm rồi, cái dòm y hệt như vậy chán quá, nó không có một cái gì thay đổi hết trơn. Cho nên ông chán, ông muốn thay đổi, ra ngoài tìm những cái người phụ nữ khác, là tại vì nó lạ. Còn chị là cứ cái mốt đó chị làm từ xưa y hệt vàng đó, chị cứ 7 màu giống y hệt như em, chị cứ cá 7 màu giống y hệt như em luôn, nó lung linh vậy đó. Nà, cứ bữa nay mình thay cái màu sắc này, ngày mai mình thay cái màu sắc khác, nó cảm thấy là nó vui nhộn và cảm thấy là trong cái cuộc sống gia đình nó cảm thấy nó vui tươi. Khi mà ông chồng mình, ông gặp mình hàng ngày, vợ mình nó vẫn thay đổi mỗi ngày, nó không có cái sự nhàm chán trong mắt của chồng, thì chắc chắn là không có ông chồng nào đi ra ngoài có bồ nhí cả. Cho nên chị cứ 7 màu giống y hệt như em, cá 7 màu giống y hệt như em, vậy đó. Vậy chứ chồng thương lắm chị nha. Cho nên là em hy vọng rằng lần sau khi mà chị báo đến em là chồng chị đã chia tay với người phụ nữ kia và vợ chồng của chị đã kết nối lại với nhau và gia đình của chị hạnh phúc, em muốn chị thông báo cho em điều đó. Tại vì trong cái thời gian mà tôi lên tôi chia sẻ, nó chưa được 2 năm quý vị, mà tôi đã kết nối được cho rất là nhiều cặp vợ chồng. Họ cũng chồng cũng có bồ nhí, cũng vậy vậy đó. Thì qua cái sự mà chia sẻ, tôi cho ý kiến, tôi tư vấn cho, thì những cặp vợ chồng đó thông báo lại là hiện tại bây giờ là vợ chồng em rất là hạnh phúc. Và thậm chí hiện tại bây giờ là chồng của em cũng vẫn xem kênh của chị và ảnh học hỏi theo giờ vợ chồng em hạnh phúc lắm. Rồi cũng có những cái gia đình khác là chị cảm ơn em là vợ chồng của chị là bây giờ hòa thuận trở lại hạnh phúc, chị cảm ơn em nhiều. Tôi đã cho ý kiến và tôi đã hướng dẫn cho rất là nhiều cặp vợ chồng đã quay trở lại hạnh phúc quý vị. Mặc dù là cái lứa tuổi của tôi tư vấn cho những người 60-70 tuổi, 50 tuổi, tức là lớn tuổi hơn tôi. Nhưng mà tôi đã tư vấn và cho ý kiến những cái cặp vợ chồng đó sống lại rất là hạnh phúc. Tôi nhỏ nhưng mà tôi đã trải qua cái cuộc sống hôn nhân nó như thế nào. Cho nên tôi có những cái ý kiến và những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho những ai mà đang gặp sự cố về vấn đề hôn nhân đó, để cho họ có ra một cái kiến thức để mà tạo dựng lại cho cái gia đình họ hạnh phúc. Giống y hệt như tôi hồi xưa là vợ chồng tôi cũng đâu có hạnh phúc đâu quý vị, chửi lộn nhau rồi gây lộn nhau rồi ly hôn làm tùa lưa hết. Nhưng sau khi cái người đàn ông á, mà mình càng ép buộc, mình càng nói, mình càng chửi, họ lại càng đi xa, mình càng đẩy họ ra xa. Mình đừng có quan tâm, tức là mình chứng tỏ mình là một người phụ nữ có giá trị. Đầu tiên, bởi cho nên tôi đã chia sẻ rồi, đầu tiên mình phải tôn trọng mình trước, mình phải chăm sóc bản thân mình trước. Mình tôn trọng bản thân mình thì chồng mình mới tôn trọng bản thân mình. Cho nên rằng là người phụ nữ phải có cái giá trị và phải có địa vị trong gia đình. Cái thứ nhất phải có tiếng nói, phải xinh đẹp. Nó xinh đẹp trong mắt của chồng mình thôi, chứ không cần phải là xinh đẹp cả thế giới quý vị. Đó, thì cái người chồng đó họ cảm thấy rằng không có người phụ nữ nào bằng vợ của mình cả. Tôi đã nói rồi, những người đàn ông đã từng ngoại tình thì những người đàn ông đó sau khi quay về lại rất là trân trọng vợ, thì cuộc sống gia đình nó rất là hạnh phúc quý vị. Tại vì họ đã thử rồi, họ đã đi ra ngoài họ thử rồi, họ thử rất là nhiều người phụ nữ, nhưng không có ai qua vợ mình cả, không có người phụ nữ nào qua vợ mình cả. Cho nên tôi rất là tự hào khi mà tôi chia sẻ rằng là trước đó chồng tôi có bồ nhí thời trai trẻ mà quý vị. Thời trai trẻ mà hồi lúc đó con tôi mới có 2 tuổi mấy à. Lúc đó còn nhỏ xíu mà giọng thứ cái tuổi đó đàn ông hay đi ăn nhậu đồ này kia, rồi đi hát karaoke, rồi đi massage đồ này kia đó quý vị. Đó, thì ai mà không có, cái chuyện đó rất là bình thường. Khi lúc đó trời vừa biết được cũng ghen chứ quý vị, ghen làm trận làm thượng quá trời luôn, bắt đầu cái ly dị. Đó, thì sau đó mình chứng tỏ được bản thân của mình, thì dĩ nhiên là khi mà cái người chồng họ cảm thấy rằng là đi cũng thử qua rồi, những người phụ nữ ở bên ngoài cũng thử yêu đương vậy rồi, nhưng mà không có ai qua vợ mình cả, thì lúc đó mình mới có giá trị trong cái gia đình và mình có giá trị trong cái con tim của chồng mình đó. Và tôi không hiểu lý do tại sao là bây giờ có rất là nhiều kênh đem ra giật tích nói rằng là chồng của cá 7 màu có bồ nhí, chồng của cá 7 màu gì tác động vật lý, tức là đánh đó quý vị. Rồi chồng của cá 7 màu, nói chung là nói rất là nhiều. Các em còn rất là nhỏ, cái cuộc sống của các em thật ra là cái em mà cá cảnh đó quý vị, nó đáng tuổi con của tôi, nó đáng tuổi con tôi quý vị. Nhưng mà nó lên nó nói cái kiểu rất là mất dạy. Con chưa có trải qua, cuộc đời của con còn dài lắm. Cái cuộc sống hôn nhân gia đình, con nói thẳng là đàn ông cũng không phải đàn ông, phụ nữ nó cũng không phải là phụ nữ, cho nên con không thể nào biết được. Chứ nếu con là người phụ nữ thì con sẽ học hỏi cô rất là nhiều.
con học hỏi ở cô để được có gia đình hạnh phúc giống y hệt như cô bây giờ. Cô rất là tự hào rằng là cô không phải là một cái người mà đẹp nhất và cô không phải là một cái người giàu nhất. Nhưng mà tại sao khi mà cô bệnh, thường á, là những cặp vợ chồng nha quý vị, mình biết cái người đàn ông đó có yêu mình hay không là nó không phải cái lúc mình đang đẹp, mà cũng không phải cái lúc mà mình đang thành đạt, mình đang làm ra tiền nhiều. Mà cái người yêu mình á, là quan trọng nhất cái lúc mình đang bệnh nặng, thập tử nhất sinh, hoặc là mình đang bệnh một cái mắc bệnh nan y ung thư nào đó, mà cái người chồng vẫn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc, đó mới đúng là cái tình yêu vợ chồng. Còn có những người khi mà vừa biết vợ họ bị bệnh một cái, tôi quen biết rất là nhiều bạn bè của tôi đó quý vị, thấy kể ra rất là thương. Cái chị đó chỉ là cô giáo của con của tôi quý vị, dạy môn toán. Khi mà chị bị ung thư đó quý vị, thì chồng chị bỏ, không có lo. Thì từ cái chỗ mà khi mà mình đã bị bệnh ung thư như vậy rồi, là nó đã bị suy sụp tinh thần rồi, kèm theo cái người chồng sống chung với mình họ bỏ mình nữa quý vị, thì cái tinh thần càng bị suy sụp hơn. Đó, cho nên là muốn biết được cái người đàn ông mà họ yêu mình hay không, không phải lúc mình đang đẹp, mà cũng không phải cái lúc mà mình đang trên cái đà phát triển thành công, mà là cái người yêu thương mình là cái lúc mà mình đang bệnh đau, mình đang bệnh thập tử nhất sinh, mà lại đến ở bên cạnh yêu thương chăm sóc mình, đó mới đúng là cái người yêu mình thật sự. Đó là chồng của tôi đó quý vị. Thì trước đó hai vợ chồng tôi cũng đã kể rồi, tôi không bao giờ có cái kiểu mà giấu giếm, tôi cũng đã kể rồi chứ không phải hay đâu. Mọi người cứ vào xem là tôi chia sẻ những cái cuộc hôn nhân nè, tôi chia sẻ trên cái trang của tôi trước đây một năm mấy nay, lâu lắm rồi. Đó, tôi chia sẻ rất là nhiều. Đó, thì vợ chồng của tôi nó cũng đã trải qua như vậy. Hồi trẻ thì dĩ nhiên chồng mình đâu phải là cái dạng vứt đi đâu quý vị. Trước khi mà lấy tôi thì tôi chỉ có là một người phụ nữ ở nhà sanh con, chăm sóc con thôi, đâu có làm ra tiền đâu quý vị. Thì ông xã tôi đi làm mua nhà mua cửa là ổng mua, rồi ổng nuôi hai mẹ con tôi. Tôi ở nhà là bắt đầu ổng đi ra ngoài, thì cái lúc mà đi ra ngoài làm ăn thì cái vụ nhậu nhẹt đồ này kia, ai không có gái quý vị, hỏi nghe, ai không có gái đâu. Sau khi mà tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch rồi đó quý vị, rồi tôi đi thông dịch cho những người nước ngoài, khi làm việc xong họ đi bia ôm đồ này kia kia nọ đó quý vị, thì lúc đó tôi mới biết là cái chuyện những người đàn ông mà đi bia ôm vậy rất là bình thường. Thì thường á là đi, ví dụ như là đi bia ôm, đi karaoke ôm, thì hay có vụ là anh cho em số điện thoại, bắt đầu là cho số điện thoại nhau, nhắn qua nhắn lại, đó là bồ nhí đó. Thì hồi xưa là chồng tôi nó là như vậy, chứ không phải là yêu đương theo kiểu người ta, mà dạng giống y như là đi những cái chỗ mà karaoke ôm đồ này kia, đi massage, bắt đầu cho số điện thoại, cái mấy em nó nhắn tin qua lại, đó là tôi cho là ngoại tình đó quý vị. Thì lúc đó khi mà tôi biết là tôi bỏ chồng tôi ly dị, tại vì á đâu có ai chấp nhận, tại vì mình có giá trị của mình chứ. Thì trong cái giai đoạn mà sống chung với chồng thì dĩ nhiên là nó phải có cái vấn đề đó, nhưng quan trọng cuối cùng á là cái cuộc sống ta, bởi người ta mới gọi là sóng gió hôn nhân. Cho nên quan trọng là cái cuộc sống đi đến cái thời điểm mà già, lớn tuổi, và đến cái tuổi trung niên giống y như tụi tôi cho đến già đó, mà cái tình yêu thương nó còn gắn kết, nó yêu thương nhiều hơn lúc còn trẻ, đó mới là cái kết quả của cái hôn nhân mỹ mãn đó quý vị. Đó, thì vợ chồng tôi hồi cái lúc còn trẻ thì lo mưu sinh, lo kiếm tiền, bươn chải, thì dĩ nhiên là nó vừa áp lực về vấn đề kinh tế, nó vừa áp lực về vấn đề là bên vợ, bên chồng, nó vừa áp lực về mối quan hệ bạn bè. Đó, nó vừa áp lực, nó có nhiều thứ lắm, cho nên là vợ chồng nó đâu có hạnh phúc đâu quý vị. Cãi lộn nhau rồi ly dị nhau từ lưa hết đó. Nhưng mà sau khi mà tôi bệnh thập tử nhất sinh đó quý vị, thì cái lúc đó là tôi với ông xã tôi đã ly hôn rồi. Bắt đầu khi biết tôi bệnh rồi, ổng là người quay về năn nỉ má tôi, năn nỉ má vợ với lại cậu vợ, là cho ổng về để ổng chăm sóc tôi. Chính bản thân của chồng tôi lôi kéo cái tính mạng tôi về đó quý vị. Chính chồng tôi là cho tôi một cái động lực, tức là chồng tôi lo tôi từng miếng ăn, giật lại mạng sống của tôi. Ông nói nếu như mà tôi sống thì ông sẽ sống, còn nếu như mà tôi chết, ông sẽ chết theo tôi. Nhưng mà lúc đó là lúc trước khi mà tôi chưa bệnh là tôi đã ly dị chồng tôi rồi. Tôi giận ông đến cỡ đó đó quý vị. Tôi giận dữ lắm, cái nết tôi cũng dữ lắm. Đó. Thì tại sao nếu như mà tôi là một người phụ nữ mà giống y hệt như là cái em mà Mã Lai nói đó quý vị. Thì tôi là một cái người phụ nữ mà nó tệ, mà nó xấu đến nỗi mà phụ nữ trên đời này có chết hết á, thì chồng của em ấy với lại chồng của em Nha Khoa cũng không bao giờ dòm đến tôi. Nè chị nói em nghe, cái vấn đề quan trọng ở đây á là nó thực tế, cái cuộc sống gia đình vợ chồng của chị ai cũng thấy. Nhưng em nói là chồng của em á là nó dữ dội đến nỗi mà chị, mà trong mắt của chồng em là chồng em không dòm á, mà chê chị là một người phụ nữ mà xấu mà không thèm dòm, thà đập đầu vô tường á chứ không thèm dòm đến chị á. Vậy tại sao em không khoe chồng em lên đi,
có thật đó là chồng của em không? Có thật sự đó là chồng của em không? Hay là chồng của ai? Nếu chồng của em ngon vậy thì em phải khoe lên cho người ta thấy chứ, đúng không? Ở đây ta không có quan trọng cái vấn đề em nói ra là tôi thừa biết em không phải là người phụ nữ hạnh phúc của gia đình. Chứ nếu như một người phụ nữ hạnh phúc của gia đình nó không phải là như vậy. Một người phụ nữ hạnh phúc gia đình là người ta luôn luôn ở bên cạnh gia đình và chăm sóc con cái. Tiền ai cũng làm, phụ nữ nào cũng làm ra kinh tế. Tại vì hiện tại bây giờ thời điểm 4.0, 5.0, phụ nữ rất là hiện đại kiếm ra tiền. Nhưng không có nghĩa kiếm ra tiền mà bỏ bê gia đình. Ha, đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, là một cái người phụ nữ mà hạnh phúc thì không bao giờ xa gia đình như vậy. Tại vì một khi mà người ta nói là giàu đến cỡ đó thì không thể nào mà bỏ gia đình để mà đi ra ngoài, mà đi sống dứt gia dứt dưỡng với lại những người mà nó không có liên quan đến mình. Chỉ có những người đầu đường xó chợ không có nhà thì người ta mới đi sống theo cái lối sống của em. Còn cái người phụ nữ mà người ta hạnh phúc á, là người ta ở bên cạnh gia đình chồng con. Và đến thời điểm này á, là gần Tết là người ta lo nè, chăm sóc nè, dọn dẹp nhà cửa nè, rồi chăm sóc để đón một cái Tết thật là đoàn viên hạnh phúc với lại gia đình. Chứ không phải theo cái kiểu mà lên ở trên mạng để đi chửi lộn rồi bắt đầu là đi chửi người này, chửi người kia, nói rằng mình là người tốt. Nè em, cái thứ nhất chị bảo đảm với em 100% không có người nào tốt mà bỏ gia đình mà đi giúp một cái người không có liên quan, người dân nước lã mà gần một năm trời, mà lại nói bị tổn thương, bị người này tấn công, người kia tấn công. Chẳng qua đó là công việc, đó là nó liên quan đến công việc, đến chén cơm manh áo của em, thì em mới chấp nhận xa gia đình để em đi làm như vậy thôi. Chứ đừng có nói lòng tốt là giúp đỡ đầu này kia. Còn em đừng có lên là em nói tôi xấu hay là tôi đẹp, đó là chuyện của tôi. Tôi có xấu đi chăng nữa là tôi cũng có chồng tôi thương. Và tôi có xấu đi chăng nữa thì cái thời gian của tôi mà tôi làm hướng dẫn viên với lại thông dịch ở bên ngoài, biết bao nhiêu người đàn ông, hồi cái lúc mà tôi ly hôn, biết bao nhiêu người đàn ông họ muốn cưới tôi. Nhưng em nói rằng là dù là có lấy chồng già cỡ giống y hệt như em nha khoa, tôi muốn cũng không được. Nè em, cái thứ nhất, chị là một người phụ nữ rất là có tự trọng, và chị là một người phụ nữ có bản lĩnh làm bằng hai bàn tay trắng để nuôi bản thân chị và nuôi gia đình chị. Và chị hai bàn tay trắng để chị gầy dựng lên cái tài sản, cái cơ ngơi của chị. Chứ chị không có mất cái lòng tự trọng để mà đánh đổi lấy cái người chồng già để nuôi bản thân. Thật sự mà nói là tại vì chị đi dịch rất là nhiều, trong cái vấn đề là những cái cô dâu Việt Nam, chị là người đi dịch cho những cái hôn nhân quốc tế. Những cô gái Việt Nam rất trẻ tuổi đi lấy chồng nước ngoài rất là già là tại vì họ quá nghèo. Họ muốn đánh đổi cuộc sống của họ. Tại sao họ chấp nhận lấy những người già như vậy? Tại vì họ quá nghèo, họ muốn thay đổi cuộc sống của họ. Họ nghĩ rằng là đi ra khỏi đất nước Việt Nam, lấy chồng nước ngoài là lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc, lấy chồng Mã Lai, Singapore. Đó, thì để thay đổi cái cuộc sống của họ. Nhưng họ không nghĩ rằng là những cái người già, những chồng già bên nước ngoài giống y hệt như em mà đi qua bên Mã Lai lấy chồng. Đó, thì những người đó họ không đủ điều kiện để họ cưới vợ ở tại đất nước của họ. Cho nên họ mới qua bên Việt Nam, họ cưới vợ Việt Nam. Cho nên từ chỗ đó những cô gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài mà già để mà đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, lấy chồng chấp nhận lấy 2-3 năm, là khi mà qua bên bển rồi là bắt đầu là bỏ chồng đi lấy những cái người đàn ông khác trẻ hơn hoặc già giàu hơn. Đó, thì em là những cái người trong trường hợp đó. Mà em không phải là em đi lấy chồng Hàn Quốc nữa. Lấy chồng Hàn Quốc nó cũng đất nước nó giàu hơn tí xíu. Còn Mã Lai nó rất là nghèo. Mã Lai nó rất là nghèo luôn. Ở đây là tôi không có xúc phạm những người mà họ nghèo, họ làm nghề gì tôi cũng tôn trọng. Nhưng đây là sự thật. Nhất là những cô gái mà đi qua bên Mã Lai. Hai nữa là đi qua bên Singapore. Em biết làm nghề gì không? Thì em là người đi qua bên Mã Lai, đầu tiên em làm nghề gì? Em nói chị nghe. Rồi sau đó rồi bắt đầu lấy chồng Mã Lai ở bên đó. Em nói tôi là làm gái ở bên Hàn Quốc, trong khi tôi chưa hề sống ở bên Hàn Quốc. Rồi xong rồi em nói rằng là tôi là nói tiếng Hàn Quốc bập bẹ, nói tiếng bồi, rồi bày đặt lên là chào bằng tiếng Hàn Quốc là anh nhân haseyo, nhưng mà em nhái không giống ai hết trơn. Em nói là đưa cho người Hàn gặp trực tiếp đi, là bắt đầu là bít cửa, là không nói được. Cái đó là em đang nói em, tại vì em
là một người Việt Nam nghèo. Và nhất là tôi được biết rằng, tôi xin lỗi là đó là sự thật chứ không phải tôi chê nha quý vị, thì tôi được biết là có một em làm YouTube cũng sống ở trên An Khê. Và tôi nghe cái em YouTube đó nói rằng là An Khê, cái chỗ mà cha mẹ của em đang ở, là cái chỗ đó là nghèo nhất ở tỉnh Gia Lai. Mà cái căn nhà cấp 4 ở lụp sụp, nhà cho cha mẹ em còn xây không được, ở đó mà nói là đi giúp người khác là bạc tỷ. Thì em đi qua bên Mã Lai, em làm cái gì ở bên đó? Rồi xong rồi bây giờ là cái quá khứ của em, là người ta moi ra người ta nói cái gì? Người ta đều có chứng cứ người ta đưa ra, tại sao em không đi kiện người ta đi mà em lại moi móc tôi? Trong khi đó là tôi nói cái gì đều có chứng cứ. Và để đó thời gian tôi sẽ rảnh, tôi lục ra những cái hình ảnh mà trước đây tôi đi dịch tất cả những ngành nghề. Tôi dịch rất là nhiều nha quý vị. Tôi dịch bên ngành xây dựng, tôi dịch bên hải sản, tôi dịch bên nông sản, tôi dịch bên dừa Bến Tre, rồi tôi dịch ở bên thẩm mỹ, rồi tôi dịch ở bên xây dựng, rồi tôi dịch bên xử lý nước thải. Tôi dịch rất là nhiều ngành nghề ở tại Việt Nam. Nhưng để tôi lục ra, tại vì thường tôi nói cái gì đều có chứng cứ chứ tôi không nói, cho nên cái tập này tôi sẽ không nói về cái đó. Tôi chỉ nói cho em biết là em nói là học tiếng Bồi. Học tiếng Bồi là chính bản thân em mới là người học tiếng Bồi. Tôi là học từ trong trường ra, và không có ai mà điên mà lại đi bỏ tiền ra đi qua bên Việt Nam. Những cái doanh nghiệp lớn đi qua bên Việt Nam ta làm ăn, mà người ta lại đi thuê một cái đứa nói tiếng Bồi làm thông dịch nha em. Em biết là mỗi cái mà thông dịch trong những cái doanh nghiệp, những cái hợp đồng của họ, mỗi cái hợp đồng xử lý nước thải em biết bao nhiêu tiền không? Nó hơn 3 triệu đô, tức là nó gần cả 100 tỷ. Thì nó phải đi đấu thầu rất là nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam. Thì không có ai mà người ta ngu dốt đến nỗi mà người ta thuê một cái đứa mà không biết nói tiếng Hàn hoặc đi nói tiếng Bồi bập bẹ. Em biết nói tiếng Bồi bập bẹ chỉ xin chào ăn cơm đồ này kia thôi. Còn khi mà dịch vô những cái mà chuyên môn về ngành y tế, chuyên môn về ngành xử lý nước thải, chuyên môn về ngành xây dựng, hen, chuyên môn về cái ngành mà nông sản, rồi chuyên môn về cái ngành mà gỗ đồ này kia đó, thì không thể tiếng Bồi mà nói được nha em. Và khi mà chị lên đây chị nói là tất cả những doanh nghiệp chị đã từng dịch cho họ, họ nghe và họ nhìn vô họ biết, tại vì chị đã dịch cho những doanh nghiệp ở Việt Nam rất là nhiều ngành nghề nha em, chứ không phải là một ngành nghề. Nhưng để đó chị sẽ tìm những cái hình ảnh mà cách đây gần 20 năm cho đến bây giờ, khi mà chị trước và sau khi chị bệnh, chị đưa lên những hình ảnh đó để cho em thấy được rằng chị nói là chị có, chứ không phải là cái dạng giống y như lên du khống giống y hệt như em, để nhằm mục đích là chỉ muốn sỉ nhục người khác và chỉ muốn là cái miệng chửi lộn thôi. Em là cái dạng giống y như ăn nói theo cái kiểu như là đầu đường xó chợ, là chỉ chửi lộn nói ngang thôi, nhưng không có một cái gì để em đưa lên để em chứng minh. Giống y điển hình như em nói rằng là chồng em với lại chồng của các em nha khoa, là dù phụ nữ trên đời này có chết hết đi chăng nữa cũng không bao giờ thèm tới cái bản mặt của chị, thà đập đầu vô tường chết chứ không bao giờ thèm cưới chị làm vợ. Vậy thì em đưa chồng em lên coi, em đưa chồng em lên coi cho người ta biết coi là chồng em là một người doanh nhân, một người như thế nào, hay là cái người đó không phải là chồng em, hay là em không có chồng, hay là em làm cái gì của người ta chứ em không phải là vợ, đúng không? Còn nói về cái vấn đề mà phụ nữ hạnh phúc của em, phụ nữ mà hạnh phúc nhất á, nó không phải là em ở trong cái biệt thự và em đi siêu xe, như vậy nó không phải là hạnh phúc nhất. Mà cái người phụ nữ hạnh phúc nhất là luôn luôn có cái người đàn ông, có người chồng ở bên cạnh, yêu thương cưng mình như công chúa, chăm sóc mình như công chúa, cái cuộc sống về già yêu thương nhau, đó mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chứ không phải mà nói có tiền. Em biết là cái suy nghĩ đó là cách đây cỡ khoảng 10 năm trước thì chị có suy nghĩ giống y hệt như em, cứ nghĩ là có tiền là trên hết. Một khi mà em bệnh, em nằm xuống em sắp chết rồi, một đống tiền với lại một cái biệt thự đó hoặc những cái siêu xe đó, nó không thể cứu em được, nó không thể cho em được một cái tình yêu ấm áp để cho em giật lại cái mạng sống của em. Mà nó quan trọng nhất là cái người đàn ông bên cạnh, họ yêu thương em, họ chăm sóc em, họ cho em cảm thấy một cái tình yêu mà em muốn níu kéo mạng sống em lại. Mà nếu như mà nói về cái vấn đề mà người phụ nữ mà cái cảm giác hạnh phúc gia đình đó, theo như chị nghĩ là chắc có lẽ là em không biết, có lẽ là em chưa có từng trải qua được cái cảm giác mà người phụ nữ hạnh phúc mà được chồng chăm sóc. Chị bảo đảm là em không có. Tại vì nếu như mà em có là em ở nhà em lo em hạnh phúc chăm sóc gia đình với chồng con rồi, chứ không phải đi ở ngoài đường rồi tay
ôm ấp những cái người đàn ông khác ở bên ngoài. Một cái người phụ nữ mà hạnh phúc á, là không phải như vậy. Chỉ có những người không có hạnh phúc rồi cho nên mới đi tìm, khao khát được cái hạnh phúc, được người đàn ông chăm sóc yêu thương. Nhưng mà cái bản thân của em á, là chị bảo đảm với em suốt cuộc đời em không bao giờ có người đàn ông nào mà họ yêu em thật lòng giống y hệt như là cái gia đình chị đang hạnh phúc đâu em. Cho nên em đừng có đưa ra mà em nói là cái vấn đề em đè, em nói xấu chị đình này kia. Nếu như em nói chị một bức chị Mison làm gái ở bên Hàn Quốc nè, em phải đưa lên nè. Còn nếu như mà em không đưa lên được thì những cái lời đó là những lời em vu khống và em đang dẫn dắt để em hại người khác. Em lấy cái sức ảnh hưởng của em để em đi hại người khác. Em không có cái gì và em cũng không có đủ tư cách để em cạnh tranh với chị. Chị là một cái người bệnh nan y nay là 7 năm. Trong khi cái người bệnh nan y 7 năm mà chị vẫn lạc quan yêu đời là sao? Tức là chị đang có một cái cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Nó hạnh phúc cho nên là cái bệnh của chị cảm thấy nó rất là khỏe. Và tại sao mà chị bệnh mà chị vẫn vui vẻ giống y hệt như thế này? Tức là chị đang có một cái cuộc sống rất là viên mãn. Chứ nếu như mà chị là một cái người mà đầu đường xó chợ giống y hệt như em mà mắc cái căn bệnh này chắc có lẽ là chết sớm rồi. Chứ nó không phải là còn hạnh phúc vui vẻ mà ngồi đây đó. Trong khi đó là bây giờ là vợ chồng của chị là nó đã cực khổ mấy chục năm nay. Và ông xã chị là hồi xưa chị không hạnh phúc ở chỗ là như thế nào. Ông xã chị là một người làm rất là giỏi. Ổng rất là có hiếu với cha mẹ. Ổng là một người anh hai lo cho tất cả các em của mình. Cho nên khi mà có vợ rồi làm bao nhiêu tiền lo cho gia đình em út, gia đình ba mẹ của ổng nhiều hơn là lo cho vợ. Từ chỗ đó nó mới không hạnh phúc. Mình nói tại sao anh có vợ rồi mà anh vẫn lo cho gia đình của anh. Thì khi mà nó đã trải qua cái vấn đề đó, vợ chồng bây giờ hiểu nhau rồi đó. Vợ chồng chị bây giờ là hiểu nhau rồi. Tại sao mà em có biết rằng là trong nay nhiêu, gần hơn 15 năm chị chưa bao giờ vô bếp. Là tại sao? Chồng chị rất là thích nấu ăn. Và hồi trước đó, hồi cái lúc mà còn trẻ đó, là chồng chị muốn mở cái nhà hàng nhưng chị không có cho. Đó là sở thích của ổng, nhưng chị không có cho. Thì bây giờ là vợ chồng của chị, thời gian mà lúc còn trẻ làm dư dành dụm được tài sản. Thì bây giờ chị bệnh, nhiệm vụ của chồng chị là giờ chăm sóc để cho vợ khỏe thôi. Cho nên là đi đâu chồng chị cũng đi chung. Tại vì bây giờ là cái mạng sống của chị, cái tính mạng của chị là một cái tài sản quý giá đối với chồng chị. Cho nên là bây giờ là cái việc của ổng là cứ chăm sóc cho vợ ăn uống, để cho vợ khỏe mạnh, để cho vợ đi chơi. Đó, thì hai vợ chồng chị bây giờ là chỉ có hưởng thụ về già, không làm gì hết, vẫn có ăn. Đó, thì đâu phải cặp vợ chồng nào nó cũng được như vậy đâu em. Tại vì thường á, là vợ chồng mà lấy với nhau lâu năm á, càng lâu năm lại càng không yêu nhau, càng lâu năm họ lại càng chán. Nhưng đối riêng với lại vợ chồng chị hồi còn trẻ thì lại không hạnh phúc, yêu nhau không có nhiều. Nhưng mà lại càng về già lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, càng tình tứ nhiều hơn, càng chăm sóc nhau nhiều hơn. Thậm chí là những cái cặp vợ chồng còn trẻ tụi nó mới cưới mà nó gặp vợ chồng chị nó còn ngưỡng mộ, là nó nói ước gì mà vợ chồng tụi con đến tuổi già lại được giống y hệt như cô chú. Là vì sao? Cái đó là cái hạnh phúc của chị, đó là cái phước của chị. Và chị bảo đảm rằng em không thể nào có được cái cuộc sống viên mãn giống y hệt như chị. Cho nên em đừng có cái kiểu như con nít mà em lên là em nói xấu hoặc là em chửi. Nếu như mà em hơn chị, em phải đưa gia đình. Em biết rằng cái cuộc sống của chị, cái khi mà chị bệnh, cái lối sống kiên cường của chị đã truyền đạt cho biết bao nhiêu người bệnh nan y giống y hệt như chị có một cái cuộc sống tích cực. Biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu hạnh phúc họ dòm vô trong cái cuộc sống của chị mà họ thay đổi được gia đình của họ hạnh phúc giống y hệt như chị. Chị bảo đảm việc đó em không làm được. Còn nếu như mà em làm được á, thì em đưa lên cho người ta thấy. Tại sao mà một cái người mà cứ lên nào là nổ là nói là mình đi giúp người vô điều kiện như vậy, trong khi đó là gia đình của mình. Nếu như mà em nói là em hơn người khác, em muốn chứng tỏ em hơn người khác, em hơn tôi và em hơn tất cả những người khác, em đưa gia đình em lên đi. Đây là chồng em nè, chồng em làm việc này nè, chồng em yêu thương em vậy nè. Em đưa lên cho mọi người biết, chứ sao lại đi soi mói cái việc gia đình của người khác. Và trong khi đó nếu như em nói là tôi cảm thấy rất là tự hào về cuộc sống gia đình tôi. Em có biết là mỗi buổi sáng là chồng tôi chăm sóc đến nỗi mà phải lấy kem đánh răng cho tôi. Mỗi buổi sáng và mỗi trước khi đi ngủ lấy kem đánh răng sẵn cho tôi luôn. Và sáng sớm một cái ly sữa để sẵn trên đầu nằm.
một cái ly sữa. Mà nếu như mà cái ngày nào mà tôi ngủ trễ á, là ông xã của chị á, là phải vô khiều kêu dậy uống ly sữa xong rồi cho tôi ngủ tiếp. Bắt đầu là ăn những cái món ăn là chăm sóc, là đến nỗi khi nào mà tôi làm biếng mà tôi mệt tôi không ăn, phải đút chị từng muỗng đó cưng, đút chị từng muỗng để ăn. Cưng chị như công chúa vậy đó cưng. Nếu như một người phụ nữ không ra gì, và nếu như mà một cái người phụ nữ mà làm ngành á, giống y hệt như em á, những cái người phụ nữ mà em cho rằng à, đi làm gái ngành á, em nói tôi là đi làm gái bên Hàn Quốc á, thì những người phụ nữ làm gái ngành, chồng yêu thương vậy hả em? Đàn ông á, người ta không có ngu và người ta cũng không có mù mà đi lấy những cái đứa gái ngành về mà người ta cưng như công chúa vậy đâu. Một người vợ đáng tôn trọng họ mới làm như vậy ha. Chị cho em biết là chị là một người con nhà nghèo, làm đứng lên bằng hai bàn tay trắng. Và chị đã chia sẻ cuộc sống của chị, chị làm từ nghề gì lên tới nghề gì, chị có chia sẻ hết trơn. Vào trong cái kênh của chị, trong vòng 2 năm nay chị có chia sẻ những cái clip đó, vào coi. Chứ không có cái kiểu nói bằng cái miệng, chị nói cái gì đều có dẫn chứng ra cho mọi người thấy, chứ không phải nói cái miệng giống y hệt như em. Và đến thời điểm này, đến độ tuổi này mà chị hạnh phúc được như thế này, được chồng cưng y hệt như trứng mỏng như vậy, không phải người phụ nữ nào cũng được. Và thậm chí những người mà nói đi biệt thự, đi siêu xe, chưa chắc gì được chồng cưng giống y hệt như chị nha em, chưa chắc. Và chị nói cho em biết, những người đàn ông mà càng thành đạt, càng làm ra tiền, vợ không có giữ tiền được. Mang tiếng là vợ của triệu phú, mang tiếng là vợ của doanh nhân giàu có, nhưng làm cái gì cũng phải ngửa tay ra xin tiền chồng, chứ không có được giữ tiền chồng đâu. Ở đó mà nói tự hào với lại cái này kia. Còn chị rất là tự hào. Cái bản thân của chị là độc lập về mặt kinh tế. Hai nữa, chồng con rất là yêu thương. Có nhiều người nói rằng là có những người phụ nữ làm ra tiền, chồng làm không ra tiền cho nên là chồng phải phục vụ. Nói vậy là sai. Có những người phụ nữ họ làm rất là giỏi ra kinh tế, chồng ăn no ở nhà chỉ có đi chơi thôi, nhưng mà nhà cửa không đếm xỉa tới, vợ cưng chiều cũng không, chỉ lo đi chơi và ăn xài thôi. Nhà cửa không đếm xỉa tới, cơm nước không đụng tới, đồ đạc không đụng tới, vợ vẫn phục vụ cho cái người chồng ở không đó. Nó rất là nhiều trường hợp, cho nên ở đây tôi nói có rất là nhiều chị em sẽ đồng tình với tôi, là có những người phụ nữ người ta rất là giỏi, họ làm ra kinh tế trong gia đình, nhưng mà chồng vẫn đi chơi và không tìm được chồng, chồng vẫn ra ngoài có bồ nhí mặc dù chồng không làm ra tiền. Cho nên nhiều người nói tại vì mày làm ra tiền, không có, đừng có nói cái vấn đề đó. Nhà tôi tiệm cầm đồ, tiệm dán nhà, nhà trọ tất tần tật luôn, một tay chồng chị quản lý, một tay chồng chị làm hết trơn. Chị không đá động bất kỳ một cái gì, chị chỉ ngồi chỉ tay thôi, không làm bất kỳ một cái gì, đều là chồng làm hết trơn. Ngày xưa là khi mà giữa đầu tiên, khi mà vợ chồng tôi lấy nhau, thì tôi là một người ở không, nuôi con, không làm ra tiền. Và sau đó khi mà chồng tôi ra ngoài đi làm có bộ nhí, lúc đó tôi mới đi làm, tôi cố gắng tôi làm. Mà một khi mà tôi làm rồi thì tôi giỏi, tôi làm ra kinh tế nhiều hơn chồng tôi. Ví dụ là một tháng tôi làm 300-400 triệu, chồng tôi tháng làm có 70-80 triệu thôi. Đó là kinh tế, ổng làm ít hơn tôi. Nhưng mà ngày xưa là tôi ở nhà ở không, chồng đi làm nuôi, cho nên mỗi lần mà gây lộn là mình làm không ra tiền, mình tự ái. Thì từ khi mà tôi bệnh cho đến bây giờ, tất cả trong ngoài chồng tôi đều là người quán xuyến hết, đều làm hết. Nhưng vì sao? Vẫn tôn trọng vợ, vẫn hỏi ý kiến của vợ, em ơi làm cái này được không? Đều tại vì tất cả những ý kiến tôi cho ra đó quý vị, nó đều là hợp lý và đều là thành công. Cho nên là bất kỳ một cái gì khi chồng tôi muốn đầu tư, muốn làm bất kỳ một cái gì đều phải hỏi ý kiến của tôi. Em ơi anh muốn làm như vậy, tôi sẽ cho chồng tôi ý kiến, tôi nói cái đó là không nên làm, cái đó không được, dừng lại, là chồng tôi nghe. Còn những cái vấn đề khác, ví dụ nữa, em ơi làm cái này tôi cảm thấy được á, làm đi, tôi ủng hộ, là chồng tôi làm. Còn cái việc làm mà để làm ra kinh tế đối với lại vợ chồng tôi thì bây giờ nó không quan trọng, mà nó quan trọng là giờ sức khỏe của tôi và vợ chồng tôi hạnh phúc. Con tôi thì giờ nó lớn rồi, nó có vợ rồi, giờ tài sản vợ chồng tôi để lại đó cho con tôi, nó cũng không có nghèo, không khổ. Mà vợ chồng tôi là giờ là đi chơi,
không làm. Nhưng cái tài sản mà vợ chồng tôi để lại, nội mà cái tiền mà gửi ngân hàng để mà đẻ lãi thôi, là vợ chồng tôi đi du lịch cũng mệt rồi quý vị. Cho nên á, là nhắn nhủ với lại em Mã Lai nè, cái quá khứ của chị nó không có cái gì để cho em moi ra. Còn cái quá khứ của em đó, quá khứ của em như thế nào á, thì có một cái em tiết bông mà nói nít ảo á, em tiết bông đưa ra hết trơn rồi. Mà cái bản tính của em, nếu như mà em không có mà ai nói em á, là em đi kiện người ta rồi. Vì nó nói có cho nên em không dám kiện. Tại vì nếu em kiện nó đó là nó sẽ lòi ra cái vấn đề em có thật. Em kiện nó chẳng khác nào là em tự chui đầu vô, em là người phạm tội, cho nên em đâu dám kiện nó. Em đi kiện những cái vấn đề, những cái người mà người ta không liên quan, tôi không có liên quan. Và cái việc mà em muốn làm người tốt, em muốn làm vì yêu thương mà đến, đó là việc của em, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm cái vấn đề gia đình của tôi hạnh phúc mà thôi. Tôi chỉ quan tâm vấn đề anh chị em trong nhà của tôi đó. Tôi chỉ quan tâm vào sức khỏe của tôi. Ngày đó tôi rảnh, tháng đó tôi rảnh, tôi đăng ký, tôi đi du lịch. Tôi chỉ quan tâm vấn đề đó thôi. Còn cái vấn đề ở trên mạng xã hội thì tôi chỉ chia sẻ những gì mà khán giả hỏi đến tôi và tôi cho ý kiến. Và tôi chia sẻ đến cho mọi người để rút kinh nghiệm về cái câu chuyện hôn nhân gia đình, hoặc là về cái câu chuyện mà lừa đảo đi hợp tác lao động. Ví dụ giống y như hồi nãy, tôi chỉ lên tôi chia sẻ về vấn đề đó thôi, chứ không phải là muốn lên để tạo cái vỏ bọc ở bên ngoài là vì yêu thương mà không có vụ lợi gì hết, là đến giúp đỡ đồ này kia. Em ơi, dòm cái tướng của em á, là cái tướng của những người đầu đường xó chợ rồi. Em không có một cách bạc nào mà ở đó mà nói đi giúp đỡ mà hả, bỏ hết gia đình. Em nói rằng là không có mượn chị lo, không mượn cho chị lo gia đình của tôi, không mượn chị lo cho chồng tôi. Ơi nói nghe nè, chồng của em lo đi, chị đâu có rảnh đâu lo cho chồng em. Tại vì trong khi đó bản thân chồng chị còn phải lo cho chị nữa mà, đâu có rảnh đâu mà giờ mà nói mà lo đến chồng em. Đây là chị đang nhắc nhở về một người phụ nữ gia đình, hiểu không? Em phải hiểu biết được là người phụ nữ gia đình nó phải như thế nào, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa giống vậy. Em nói tới nói lui về cái vấn đề của chị, em không biết mệt hả? Hay là tại vì em biết sao không quý vị? Tại vì hiện tại bây giờ là cái tên của tôi nó còn hot, nó còn cái độ nóng trên cộng đồng mạng, cho nên rằng nó cứ moi cái tên của tôi ra quý vị để làm chi? Để cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng quên cái vấn đề mà em ấy bị em tiết bông nào đó phốt. Đó là ở bên Mã Lai rinh cái kép sắt chạy đó quý vị, rinh vô nhà kép sắt của người ta, rồi làm những cái chuyện mà bị người ta phót lên trên đó, là lẩn tránh đi cái vấn đề đó, đâu có dám lên mà nói chuyện mà chửi với lại cái em tiết bông đó đâu quý vị. Moi cái tên tôi ra để lấp liếm, che giấu đi, để cho cộng đồng mạng quay qua dòm cái vấn đề của tôi mà quên đi cái việc xấu xa của mình, đúng không em? Bây giờ lôi kéo hết người này hết người kia. Còn ở vấn đề á, là dạo gần đây á, là cái em nha khoa lên chửi tôi rất là nhiều, lên nói rất là nhiều quý vị. Cho nên rằng á, là tôi thừa biết rằng là cái em này là bị em Mã Lai kích động. Nhưng mà làm cái gì cũng phải khôn. Em phải nhớ rằng là cái đẳng cấp của em á, là nó khác, nó giàu có hơn và nó thực tế hơn. Em hết chuyện hay sao em lại bị cái con đầu đường xó chợ nó kích em vậy? Nó kích em xong bắt đầu cái là em lên em chửi, rồi em phát ngôn những cái ngôn từ mà xúc phạm người khác. Mà những cái xúc phạm đó đó, nó không phải bình thường. Cho nên là em nên dừng lại và em nên thông minh lên một chút xíu. Đừng cái vì cái háo thắng của mình á, để mình muốn hơn người khác, rồi bắt đầu cái mình lên mình chửi, mình xúc phạm người ta. Cho nên ở đây á, chị chỉ nhắc nhở em là nên thông minh khôn, đừng có để con đầu đường xó chợ nó lợi dụng mình. Mình đẳng cấp hơn mà lại bị con đầu đường xó chợ nó xỏ mũi, nó dắt đi, cái nó kêu sao mình làm vậy? Vậy thì sao? Đó gọi là cái gì? Ngu. Mấy bữa nay thì tôi thấy em xúc phạm tôi hơi nhiều và nói cũng hổm á. Cái thứ nhất là em đừng có đem chồng của em ra. Tôi không có đá động gì hay nói xúc phạm gì đến chồng em. Cái thứ hai nữa là con cái của em á, tôi cũng không có đụng chạm tới. Và những gì tôi nói nó đều có ở trên clip hết, chứ không phải cái kiểu vu khống giống y hệt như em. Em nói vậy là em đang vu khống tôi. Và em á, là một cái người cũng là một doanh nghiệp, cũng là một người có địa vị trong xã hội.
mà em chơi cái trò là hở răng cái bắt đầu cái em đem con em ra cái em giải đành đạch hả? Giống y như cái vụ mà lần trước của em với lại cái anh nghệ sĩ cũng vậy. Em đăng lên ầm ầm cho cộng đồng mạng người ta hiểu lầm, người ta chúc mừng em, cái em lên em chửi, cái em đem ba đứa con em lên, cái em nói làm vậy ba đứa con em tổn thương. Mà trong khi đó là cái người làm tổn thương chính là bản thân em làm cho con em tổn thương chứ không phải những người trên cộng đồng mạng. Và bây giờ cái câu chuyện của tôi nó không có liên quan. Tôi là một người lớn. Với hai nữa, tôi là một người không phải hồ đồ. Con của em nó là con nít. Nó rất là dễ thương. Không có ai đụng chạm đến con em. Và chính bản thân em, cái câu chuyện của em ra ngoài em chửi lộn với người ta, em kiếm chuyện với người ta, xong xuôi cái em môi con em ra để em làm cái bia. Đó chính là bản thân em làm cho con em tổn thương. Còn cái vấn đề của chồng em á, không có ai đụng chạm, em chơi em chửi lộn với người khác, xong bắt đầu em đem chồng em ra để mà em mét. Lớn rồi đâu phải nít đâu em, làm vậy nó rất là kỳ. Và chị nói với em là nên dừng lại, đừng có cái kiểu giống y hệt như là ngựa non háo đá như vậy. Em xúc phạm tôi nhiều lần tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. Em chơi theo kiểu giống y như mấy đứa nít đó, đi ra ngoài kiếm chuyện quýnh lộn chửi lộn với người ta, mình là người kiếm chuyện với người ta, cái xong cái là bị người ta nói lại, mình chửi người ta những cái lời hổn, cái người ta trả lời lại những cái lời bình thường, nhưng cái mình tức mình nhảy dựng lên, cái mình chơi mình chạy giờ mình mét má, cái dạng giống y hệt như vậy đó. Bắt đầu là em đem con của em ra, em đem chồng của em ra để em mét. Vậy tại sao hồi cái lúc á mà em chửi người ta, em chửi người ta em không hỏi ý kiến của con em không hỏi ý kiến của chồng em á, con ơi, anh ơi, em chửi cái con nhỏ đó được không, mẹ chửi cái cô đó đó được không, con chửi như vậy là được không, mình hỏi ý kiến nó đi. Chừng nào nó chấp nhận xong đi rồi lúc đó mình nó đem nó ra. Còn đằng này mình làm mình chịu chứ sao tự nhiên mình đem con mình ra, rồi tự nhiên cái mình đem chồng mình ra là làm sao, đúng không quý vị? Cho nên tốt nhất là em dừng lại. Tại vì chị thừa biết là đến cái mức độ này thì chị biết rằng là cái độ thông minh của em nó không có rồi, là em là một cái người không có đủ kiến thức rồi. Cho nên là em bị người ta xỏ mũi dẫn dắt, cái kêu sao là các em lên em làm giống y hệt như vậy à, ngừng lại đi. Tại vì cái hình ảnh của em á, em làm quá nó bị mất cái hình ảnh đẹp của em à. Em nhìn lại hết tất cả những cái status của em, là em lên em chửi người ta, em lên em chửi chị. Xong rồi bắt đầu là chị lên chị chỉ trả lời em thôi. Bắt đầu các em nhảy đành đạch là làm sao, em lên em kiếm chuyện người ta là làm sao. Rồi xong rồi bắt đầu là bây giờ á, không có một cái người doanh nhân nào, không có một cái người nào mà giàu có, mà bận biệu, mà rảnh đến nỗi mà đi lên để mà trù người khác, trù cái bệnh của người khác như vậy. Em nên nhớ nè, chị bệnh, chị có chồng chị chăm sóc, chị có chồng chị yêu thương, cưng chị như công chúa vậy đó. Còn em, bản thân của em nè, em trù chị, nhưng mà chị không có bệnh, chị không có chết. Mà chính bản thân của em sẽ lãnh hết những cái ngôn từ em trù chị. Thì em nên nhớ rằng bản thân của em không có ai nuôi. Em nằm xuống đi, rồi lúc đó là không có chồng nuôi, không có ai nuôi hết. Thì lúc đó em sẽ là người khổ gấp ngàn lần chị. Còn chị bệnh, có chồng chị chăm sóc, có chồng chị yêu thương, cưng như trứng mỏng vậy đó. Cho nên là em bớt, đừng có cái kiểu con nít mà chửi cho lấy thắng lấy thua. Khi mình chửi người ta, bắt đầu người ta trả lời lại mình. Trả lời thôi nha, chứ không phải chửi lại. Chỉ trả lời lại mình thôi, cái mình tức, cái mình nhảy đành đạch. Cái nết gì kỳ vậy? Có một cái vị khán giả an ủi tôi nói như thế này đây quý vị. Chị hãy cố gắng bước qua kiếp nạn này. Những kẻ đang công kích chị, tấn công chị, nói những điều không hay về chị sẽ gánh cái bệnh cho chị. Qua chuyện này, có lẽ chị sẽ khỏi bệnh luôn và sống vui vẻ, an vui, hạnh phúc cho đến hết cuộc đời. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Thật ra là tôi có rất là nhiều người khán giả khi mà động viên an ủi tôi đó quý vị, thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì ở trên cuộc sống mà, dĩ nhiên là mình sẽ có người ghét, cũng sẽ có người thương. Thì những người ví dụ như ghét mình thì mình lướt qua, người nào thương mình thì mình giữ lại, đúng không quý vị? Tại vì không thể nào mà người ta nói là 9 người mà tới 10 ý lận. Cho nên không thể nào mà mình làm vừa ý cho tất cả mọi người. Nhưng mà trong số đó, những người mà mình có thể giúp được cho họ, những người mình truyền được những cái năng lượng tích cực đến cho họ, thì mình chơi với những người khán giả nào hiểu mình, yêu thương mình mà thôi. Chị rất là cảm ơn em những lời mà em động viên chị. Những người công kích, những người chửi rủa cái bệnh của chị thì họ sẽ gánh cái nghiệp của chị. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha.
Thêm cái bình luận này này nữa nè quý vị. Kiếp trước chắc chị lỡ đào mồ cuốc mã ông bà cố nội của Mã Lai nên kiếp này nó ghim chị đẹp. Chắc vậy quá. Không biết có phải vậy không nữa. Chứ sao mà nó thù quá trời quá đất luôn á. Chắc giống y hệt như em nói rồi đó. Đúng không quý vị? Chứ đâu có lý nào mà tự nhiên nó chỉ vô mình, nó thù mình vô cớ vậy, đúng không? Chắc kiếp trước nó làm vậy rồi. Thêm một cái bình luận này dễ thương lắm quý vị. Vừa đủ tiền bạc để được sống sung túc, vừa đủ hạnh phúc để cho cảm xúc ngọt ngào, vừa đủ ồn ào để thấy đời không có buồn tẻ, vừa đủ sức khỏe để có thể đi chơi, vừa đủ thảnh thơi để thấy mình sung sướng, vừa đủ lý tưởng để có niềm tin, vừa đủ niềm tin để mà vững bước, vừa đủ hài hước để luôn có nụ cười, vừa đủ hiểu đời để biết sai và biết đúng. Mission của chị là như vậy đó. Chúc em thật nhiều nhiều sức khỏe nha em. Cưng không quý vị? Tò đó coi, mission của chị là vậy đó hả? Thương quá trời quá đất luôn. Bao những lời tốt đẹp là dành cho em hết luôn rồi, đúng không quý vị? Thật sự là rất là hạnh phúc khi mà có những người khán giả thật sự yêu thương và thật sự hiểu biết mình và nhận xét về mình như vậy, vui lắm. Những cái lời này của chị á là nó còn hơn là một cái món quà cho em nữa đó. Rất là đáng yêu. Vì chị yêu thương em thật nhiều cho nên có những cái nhận xét về em như vậy. Cảm ơn chị nha. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái bài viết ở trên Facebook của một cái bạn này viết rất là hay. Vì thật sự ra trước đây có rất là nhiều người khán giả nói rằng là em rất là yêu quý chị và những cái phân tích của chị thấu tình đạt lý. Những cái phân tích của chị nó rất là logic cho nên là em yêu thương chị, mà bây giờ thì em lấy chị khác. Cho nên tôi chỉ nhắn nhủ đến những người khán giả trước đây đã từng yêu thương tôi và đã từng ủng hộ qua những cái phân tích của tôi. Thì nếu đã từng ủng hộ rồi thì phải biết được là cái kiến thức của tôi và con người của tôi như thế nào. Và tại sao ngày hôm nay tôi lại nói như vậy? Là tại vì khi mà tôi đưa ra bất kỳ một cái gì nó đều có dẫn chứng. Và tại sao trước đó tôi binh vực em đó mà bây giờ lại không? Tại vì tôi cũng đã nhận sai. Cũng như trước đó tôi cho thấy là cái em đó tội nghiệp. Nhưng sau khi tôi đã nhìn ra sự thật rồi, em ấy diệt muốn lừa gạt những người trên cộng đồng mạng để lấy cái tình thương của cộng đồng mạng yêu thương ba mình để mà mình bán hàng online, để mà mình làm những cái việc mà trục lợi, dùng cái từ là trục lợi trên cái thân xác của ba mình, để những người yêu thương ba mình để ủng hộ cho mình, đó gọi là trục lợi. Cho nên tôi nhìn ra được cái vấn đề đó. Và khi mà tôi đưa ra tôi phân tích á, thì quý vị cũng phải hiểu và phải nhìn nhận về cái công tâm ở chính giữa. Chứ đừng có vì cái sự mà yêu thương mù quáng nó lấn lướt đi cái kiến thức của mình. Cho nên cái bài viết ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ là cái bài viết ở trên cái Facebook chia sẻ về cái vấn đề mà giải cứu khoai lang đó quý vị. Thì thật sự mà nói, nếu như mà nói cái từ giải cứu khoai lang á, thì cái giá của nó sẽ rất là rẻ. Chứ không phải là giải cứu khoai lang mà bán cái giá là mắc hơn trong siêu thị. Quý vị biết được rằng là ở ngoài chợ là giá nó rẻ hơn siêu thị. Mà trong khi đó là cái giá của em ấy nói là giải cứu khoai lang để mà giúp đỡ những người nông dân á, thì cái giá lại mắc gấp đôi hơn trong siêu thị. Thì đó có phải là giải cứu khoai lang hay không? Hay là đang lợi dụng cái tình yêu thương của những người người ta yêu thương cha mình, rồi bắt đầu lợi dụng những cái tình thương đó để đang trục lợi cho bản thân mình. Cho nên cái bài viết này rất là hay, tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Và tôi mong muốn rằng là mọi người có cái nhìn công tâm những cái bài tôi chia sẻ. Chứ không phải là mọi người phải binh người này hay là bỏ người kia. Tôi chia sẻ là trên cái góc độ công tâm để mà tôi chia sẻ những cái bài mà tôi đưa lên cho tất cả mọi người cùng xem. Để cho mọi người có cái nhìn, nhận xét và có cái kiến thức để mình nhìn nhận ra. Dù là yêu thương thì dĩ nhiên là trong cái tấm lòng của mỗi người đều có cái tình yêu thương hết, chứ không phải là không có. Nhưng phải biết cái tình yêu của mình, cái tình thương của mình nó đặt đúng người và đúng chỗ. Chứ không phải là mình đặt vô trúng một cái con người mà đang lợi dụng tình thương của mình. Vì cái tình thương đó là mình phải dùng cho đúng những người mà họ đang khổ thật sự. Và những cái đứa trẻ mà đang ở trong cái mái ấm tình thương, và những cái người già neo đơn, và những đứa trẻ đang sống lang thang ở ngoài đường không có nhà cửa, thì mình dùng tình thương đó của mình để mà mình chia sẻ cho đến tất cả những người đó. Còn đây là một người đang lợi dụng trên cái thể xác của cha mình, lấy cái tình yêu thương của cha mình á, để họ yêu thương lẫn qua mình, lợi dụng cái đó để mà mình đang trục lợi. Đây gọi là trục lợi. Tại vì rõ ràng
là nói là giải cứu khoai lang, mà trong hiện tại bây giờ thì làm gì có cái vụ giải cứu. Có một tài khoản chia sẻ trên cái Facebook câu chuyện như thế này đây quý vị, rất là hay. Chuyện gia đình của nghệ sĩ và con nuôi. Cộng đồng mạng là người tiếp tay hay là nạn nhân của con nuôi? Có người từng tâm sự với tôi, sau đại dịch Covid-19, đời sống trở nên khó khăn, chật vật, nhưng thương con gái nuôi của cố nghệ sĩ nên mua hàng ủng hộ. Cũng có người tâm sự với tôi, dù đời sống không khấm khá lắm, nhưng vì quá thần tượng cố nghệ sĩ nên khi nghệ sĩ qua đời thì họ truyền tình cảm ấy cho con gái của người. Với tâm tính thiện lương đơn thuần và giàu lòng trách ẩn nên nhiều người cũng đã dành vài ngày lương, một ngày lao động vất vả, nửa buổi làm thuê, một phần chi phí sinh hoạt, một phần ăn, để ủng hộ con gái của thần tượng. Những ngày vừa qua chắc mọi người cũng đã biết, con gái của nghệ sĩ kêu gọi giải cứu khoai lang nhưng thực chất là ăn trên mồ hôi xương máu của người nông dân, trong khi giá khoai lang ở chợ dao động từ 13.000 cho đến 15.000 đồng một ký, thì con gái nuôi ông bán với giá là 45.000 đồng một ký, với giá gấp 3 lần, đó là chưa hề kể giá tận vườn. Cô con nuôi này là một người sẵn sàng tận dụng thời cơ để ăn trên mồ hôi xương máu, ngay cả với những người nông dân lấm lem, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và thất mùa rớt giá là nhân danh cao cả để đục nước béo cò. Suốt thời gian qua, con gái nuôi, nhân danh người đã mất, luôn miệng kêu gọi ủng hộ cô ta để trục lợi, thì đó có được xem là ăn trên xác chết hay không? Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung, có hàng triệu người, hàng nghìn gian thương, nhưng sâu thẳm trong họ vẫn có giới hạn, không có ai dám trục lợi kiểu như thế này, thậm chí là một số ít. Họ còn giúp đỡ người nông dân, và từ đó ngôn từ giải cứu mới ra đời. Như vậy, khán giả của cố nghệ sĩ, thật ra chúng ta đang ủng hộ ai? Chúng ta đang ủng hộ con sói sẵn sàng hút máu đồng bào khi họ lâm nguy chăng? Chúng ta đang ủng hộ cô con nuôi bất nghĩa đang muốn lấy danh nghĩa là con ruột để kêu gọi tình thương, kêu gọi sự ủng hộ của mọi người? Chúng ta đang ủng hộ con nuôi bất nghĩa đã mong muốn drama này tăng nhiệt để khán giả mua hàng của cô ấy? Cô ấy đã từng tri ân gì cho những người ủng hộ cô ấy chưa? Cô ấy đã từng bảo vệ ai chưa? Cô ấy đã làm gì xứng đáng để đền đáp tấm lòng của mọi người, hay chỉ đơn giản là hưởng thụ và hưởng lợi khán giả triệt để? Lợi dụng thời gian của mọi người, lợi dụng tiền bạc của mọi người, lợi dụng danh tiếng của mọi người, lợi dụng niềm tin của mọi người, lợi dụng tình cảm của mọi người, lợi dụng sự nhiệt tình của mọi người. Những món hàng của cô con gái nuôi bán thật ra khá dễ, có thể đặt trên Shopee, Lazada hay các trung tâm thương mại giao hàng tận nơi, chốt đơn nhanh gọn với cái giá trị thật và chất lượng hơn. Nhưng chúng ta đã mua hàng của cô con gái nuôi với cái lòng từ tâm, không so sánh và tính toán. Chúng ta từ một người đứng ở vị thế giúp đỡ người khác dù hoàn cảnh của mình khó khăn, trở thành một người bị lợi dụng, bị lừa dối, trong khi con gái nuôi ăn sung mặc sướng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi lòng nhân ái bị chà đạp, niềm tin bị lợi dụng, khi hàng ngày phải lao động và mua hàng ủng hộ cho một người con nuôi vô ơn, bạc nghĩa, bất chấp đạo lý để mang lại lợi lộc cho bản thân? Những việc làm của cô con gái nuôi vô ơn độc ác nói về luật nhân quả, theo lời của nghệ sĩ là trời không tha, đất không dung, trời đất nào mà chứng được? Chúng ta có thể tổn thương không? Chúng ta có dai dứt không? Có trăn trở, có đau đớn không? Cảm thấy hối tiếc khi đã từng ủng hộ một người xấu hay không? Hãy nhìn lại và thức tỉnh, đừng vì tình thương dành không đúng chỗ và tiếp tay cho bọn ác độc, gian thương trục lợi, làm cho nhơ nhớt xã hội, cố nghệ sĩ chôn xuống mồ sâu cũng không được yên, hàng ngày bị con nuôi đào bới, xới lên để câu view, câu like, để tăng doanh thu bán hàng. Đến cuối cùng sự thật được phơi bày, liệu tình thương và lòng nhân ái có thể được song hành cùng nhau hay không? Lòng người khó đoán, gian dối và giả tạo là đang hiển thị trong cuộc sống. Đó là một câu hỏi lớn khi mà chúng ta đã từng bị tổn thương vì đã trao nhầm tình thương và lòng nhân ái cho một người như con nuôi. Thì qua cái bài viết này quý vị nghĩ sao quý vị? Quý vị có cái cảm nhận
và có cái sự nhận xét như thế nào, quý vị cho Mission một cái bình luận nha quý vị. Cứ theo tôi á, là tôi nhận xét một cái bài viết của một cái bạn này viết rất là hay nha quý vị. Vì nói là cái từ mà giải cứu khoai lang, thì khi mà mình giải cứu là mình giải cứu cho nông dân, để cho những người nông dân có thể tiêu thụ hết được cái sản phẩm của họ làm ra. Mà trong khi đó là hiện tại bây giờ, nếu như mà giải cứu khoai lang á, mà ở chợ á, người ta bán có 13 đến 15 ngàn, ở trong siêu thị người ta bán có 24, 25 ngàn, mà mình đi giải cứu khoai lang để giúp cho dân nghèo mà lại bán với giá là 45k, là 45 ngàn một ký, thì tôi thấy cũng có rất là nhiều người nói là thận mua vừa bán, người ta bán giá đó, mình thích thì mình mua, không thì thôi. Thì đó là những cái ngôn từ dành cho những người đang vẫn là u mê và ủng hộ bất chấp đó quý vị. Ở đây là tôi rất là thích cái câu của cái bạn này ở trong đây nói đó quý vị, là mình đặt tình thương không đúng chỗ. Thậm chí là những người mà đang ủng hộ cho cái cô con gái nuôi này, là thậm chí là người ta có cuộc sống rất là khó khăn, thậm chí là người ta còn nghèo hơn cái cô con gái nuôi này nữa, mà vì cái tình yêu thương, là cái tình thương đó là người ta thương cái người cố nghệ sĩ, thì người ta lấy cái tình thương đó người ta cho con nuôi của cố nghệ sĩ. Người ta dành ra nửa ngày lương, người ta dành ra nửa ngày công để người ta mua ủng hộ cho con gái nuôi của cố nghệ sĩ. Thì thử hỏi, cô ấy lấy cái danh nghĩa là giải cứu khoai lang, mà giải cứu khoai lang cho dân nghèo, mà lại là bán với lại cái giá rất là mắc, mắc hơn gấp đôi và gấp ba với ở ngoài chợ, thì đây có phải là lợi dụng và trục lợi hay không, đúng không quý vị? Tại vì cô ấy là đang lợi dụng cái tình yêu thương của khán giả, của cha mình. Cô ấy lợi dụng cái tình thương, thì dù biết rằng là bán cái giá mắc hơn ngoài chợ, bán cái giá mắc hơn trong siêu thị, nhưng những người yêu thương người ta vẫn đồng ý để người ta mua, thì đó gọi là lợi dụng tình thương. Cho nên là cái bài viết này tôi đọc rất là hay nha quý vị. Tôi rất là tâm huyết với lại cái bài viết này, ngay chỗ cái khúc này đây quý vị. Lợi dụng thời gian của mọi người, tức là chiếm những cái thời gian của mọi người là cứ theo dõi về cái cô gái này thôi. Rồi lợi dụng tiền bạc của mọi người, tức là lấy tiền bạc của mọi người để ủng hộ cho cái cô con gái này. Lợi dụng danh tiếng của mọi người, lợi dụng niềm tin của mọi người, lợi dụng tình cảm của mọi người, lợi dụng sự nhiệt tình của mọi người. Cô ấy quá thông minh đó chứ bộ quý vị. Cô gái này quá là thông minh chứ không có khờ như chúng ta đã thấy như hồi lúc ban đầu. Cô ấy biết lợi dụng và cô ấy biết tận dụng, tận dụng cái sự yêu thương của khán giả dành cho cha mình. Bắt đầu là cô ấy lợi dụng cái đó để bán những cái món hàng mà thật ra những cái món hàng đó có thể mua được ở trên Shopee, ở trên Lazada và những cái trung tâm thương mại và giá tốt hơn nhiều. Đó, thì phải nói là cô gái này có một cái đầu rất là thông minh và đang lợi dụng. Lợi dụng là tại vì hiện tại bây giờ là mình đang có được cái sự ủng hộ như vậy, mình lợi dụng để mình trục lợi. Trục lợi là sao? Tức là giá khoai lang của người ta bán ngoài chợ 13, 15 ngàn một ký, ở trong siêu thị là bán 24 ngàn một ký, nhưng bản thân của cô ta lợi dụng tình yêu thương để trục lợi bán 45 ngàn một ký. Mà nếu như mà đi vô tận vườn để mua của cái người nông dân á, thì nó không phải là cái giá đó nữa quý vị. Ví dụ ngoài chợ người ta bán 13 ngàn ký, thì là người ta lấy ở trong vườn là khoảng 7 ngàn, 8 ngàn đi, ví dụ như vậy. Đó, thì bán lấy ở trong vườn là giá 7 ngàn, 8 ngàn mà bán 45 ngàn, thì đó có phải là giải cứu khoai lang hay không? Hay là đang lợi dụng để trục lợi cho mình, đúng không quý vị? Bài viết này rất là hay nha, cho nên là mọi người phải nghe kỹ từng chữ một tôi đọc cái bài viết này để chia sẻ đến tất cả mọi người. Câu này hay nữa nè quý vị. Cô con gái nuôi là một người sẵn sàng tận dụng cơ hội để ăn trên mồ hôi và xương máu. Ngay cả những người nông dân lấm lem bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và thất mùa, rớt giá, nhân danh cao cả để đục nước béo cò. Thì cái cô con gái này có hiền không quý vị? Có khờ không quý vị? Rất là thông minh và biết tính toán về bên làm ăn. Cho nên tôi chia sẻ cái bài viết của cái bạn này để cho mọi người có cái nhìn nhận từ cái cô con gái này nha quý vị. Phần 77 ngày hôm nay tôi xin kết thúc ở đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại video tiếp theo phần 78 nha quý vị. Bye bye, chào tạm biệt. Annyeonghaseyo, tamme video mà nayo. Bye bye.